Hôm nay mình sẽ ôn về cái thằng struct các bạn ha. Mình sẽ ôn về thằng struct, và để mà mình demo cái thằng struct á thì mình sẽ demo ở trên cái bài assignment luôn. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là mình sẽ giải cái bài assignment luôn ha, và lấy cái bài đó để mình demo luôn, để cho các bạn kịp thời gian để các bạn chuẩn bị hoàn thành lại cái thằng assignment của mình ha. Rồi, thì đầu tiên á, mà nói về cái thằng struct á, thì mình sẽ nói về cái bài phân số trước, sau đó là mình sẽ nói về cái bài sinh viên sau ha. Rồi, ok. Rồi, bạn chờ xíu. Rồi, ok. Rồi, thì cái bài phân số của mình á, nó có cái gì các bạn? Bài phân số của mình sẽ xây dựng chương trình tính toán phân số nha, và nhập vào từ bàn phím hai cái phân số. Sau đó mình sẽ hiển thị ra được cái gì? Cái thằng tổng hiệu tích thương. Đấy ha, hiển thị ra được cái tổng hiệu tích thương của hai phân số đó. Sau đó là hết rồi ha. Thì ở trong này á, đơn giản là các bạn chỉ là thực hiện cái việc mà cộng hai phân số thôi. Còn ở trên trường á, ở trên trường mình đã hướng dẫn cho các bạn cái việc mà rút gọn phân số, thì các bạn có thể tự nâng cấp lên. Các bạn tự nâng cấp cái chương trình mình lên là theo thêm một cái bước nữa là cái bước rút gọn phân số. Còn ở đây mình chỉ dừng đến cái việc là gì? Mình sẽ tính tổng hiệu tích thương của hai phân số đó thôi. Chứ mình sẽ không có rút gọn phân số nha các bạn nha. Cái phần rút gọn phân số là các bạn sẽ tự thêm ha, và nó sẽ y chang như cái phần mà gì mình học trên trường vậy á. Đấy nha. Rồi ok, vậy thì cái bài này nó thuộc dạng bài của bài struct ha, cái bài mà kiểu dữ liệu có cấu trúc. Vậy thì cái kiểu dữ liệu có cấu trúc á, nó khác gì với cái kiểu dữ liệu thông thường ha? Rồi, ví dụ như ở đây, giả sử như ở đây này các bạn. Thông thường khi mà các bạn tạo ra một cái gì, các bạn khai báo ra một cái biến ha, và các bạn gọi cái kiểu dữ liệu á, thì thông thường các bạn ví dụ như là in n, đúng không ha, hoặc là gì, hoặc là in a như thế này, đúng không? Thì các bạn sẽ thấy á, là cái thằng in n này với lại in a này á, thì nó sẽ có một cái đặc điểm là mỗi khi mà mình lấy cái giá trị ra nha, tại một thời điểm mình lấy giá trị ra, thì cái thằng này á, tại một thời điểm nó chỉ lấy ra được một giá trị duy nhất, đó chính là gì? Là giá trị của thằng n ha, giá trị của thằng n nha. Hoặc và cái thằng này cũng vậy các bạn ha, tại một thời điểm duy nhất thì nó chỉ lấy ra được một cái giá trị duy nhất, nó chính là cái thằng ai thôi ha, chính là cái thằng ai. Và hai cái thằng này nó được quy định bởi một cái kiểu dữ liệu mà đã được định nghĩa sẵn, đó là kiểu in ha, hoặc là một số cái khác các bạn gặp, ví dụ như là float này, double, kiểu tra gì đó. Thì những cái kiểu dữ liệu đó mình đã được gì? Được cái chương trình của mình á, được cái ngôn ngữ C của mình nó đã định nghĩa sẵn rồi. Thì bây giờ cái thằng struct á, nó có một cái đặc điểm là gì? Mình sẽ tự định nghĩa cái kiểu dữ liệu của mình luôn. Và mình biết mình sẽ gì? Mình sẽ tạo cho cái thằng struct đó là những cái giá trị mà mình có thể lấy ra khi mà mình gọi cái kiểu dữ liệu mà mình tự tạo. Vậy thì ở đây đối với cái bài toán phân số của mình ấy, đối với cái bài toán phân số của mình thì nó có như sau. Đầu tiên là nó bảo mình là nhập hai cái thằng phân số vô, đúng không? Hai thằng phân số. Thì các bạn biết á, một cái thằng phân số thì mình sẽ có hai cái giá trị mà mình cần add ha. Một là gì? Nó chính là tử số ha. Hai đó chính là gì? Mẫu số nha, nó chính là mẫu số ha các bạn ha. Vậy thì ở đây mình sẽ tạo ra một cái thằng struct ha, một cái thằng struct được mang tên là phân số, và trong đó mình sẽ có hai cái giá trị là tử số và mẫu số ha. Thì khi mà mình gọi cái thằng phân số này ra, gọi cái thằng struct này ra, thì tại cùng một thời điểm ha, mình có thể gì lấy được gì? Tất cả các giá trị ở trong thằng struct này ha, tất cả các giá trị trong thằng struct này luôn nha. Vậy thì ở đây đầu tiên ha, để mà mình gì, để mình gọi cái thằng gì, cái thằng struct ra ha, gọi cái thằng struct ra, thì mình sẽ tạo ra cái biến phân số các bạn. Thì mình sẽ gọi cái thằng struct mình sẽ gọi thằng struct ha, và mình đặt tên cho cái gì, cái kiểu dữ liệu của mình, tên là gì
À, ví dụ như ở đây mình đặt tên cho nó là phân số. À, đặt tên cho nó là phân số. Các bạn không thích phân số thì các bạn đặt tên là gì? BS, các bạn đặt tên là gì? À, Hoa Lan Cúc Huệ gì cũng được ha. Cái này là gì? Tùy mình đặt. Nha các bạn ha, tùy mình đặt nha. Rồi ok, vậy thì sau khi mà đặt xong rồi á, đặt tên cho cái kiểu dữ liệu của mình xong rồi thì mình sẽ tiến hành, mình sẽ tạo ra những cái giá trị mà có ở trong cái kiểu dữ liệu của mình. À, là có nghĩa là gì? Tạo ra những giá trị mà có ở trong cái thằng phân số của mình. Thì mới nãy mình nói một phân số thì mình phải cần truyền vào hai cái giá trị, đó là gì? Tử số và mẫu số, đúng không? À, tử số và mẫu số. Vậy thì ở đây, ở đây mình chỉ cần là gì? Mình sẽ truyền vô hai cái giá trị, đó là giá trị đầu tiên nó chính là gì? Tử số, nó sẽ là gì? Int tử, đúng không ạ? À, int tử số, tử số đi ha, int tử số nha. Và cái giá trị thứ hai nó chính là mẫu số. Đấy, à, nó chính là mẫu số, đúng không ạ? Là khi mà gì? Khi mà mình tạo ra cái thằng phân số thì mình phải nhập vô hai cái giá trị, đó là tử số và mẫu số. À, ha, tử số và mẫu số nha các bạn ha. Rồi sau khi mà mình đã tạo ra được cái thằng struct, tên là phân số rồi, tên là phân số rồi ha, và có hai cái giá trị là tử số và mẫu số xong, thì bây giờ mình sẽ tiến hành, mình sẽ viết những cái hàm nhập xuất cho cái gì, cho cái thằng phân số này. Đây, ha, cho cái thằng phân số này thì các bạn sẽ thấy á, cái này nè, cái phần nhập xuất á, nó cũng gì, nó cũng y chang như cái việc là các bạn gì nhập n vậy các bạn. À, ví dụ như là gì, mình nhập số lượng n, nhập nhập n phần tử hay là như thế nào đó ha, thì ở đây cái thằng phân số này nó cũng tương tự như vậy. Các bạn chỉ cần ghi nhớ là gì, cái thằng phân số này nó chính là một cái kiểu dữ liệu mà mình tự định nghĩa ra nha, và còn mọi thao tác còn lại của mình nó sao, nó đều y chang hết. À, nó đều y chang hết nha. Đấy, các bạn chỉ cần nhớ như vậy là các bạn làm được bài struct. Thì đây, ví dụ như ở đây ha, ví dụ như ở đây, để mà các bạn khai báo ra một cái thằng, một cái biến gì đó, đúng không? Thì các bạn thường thường ví dụ như là các bạn in n như thế này, đúng không? Rồi xong gì, ví dụ như là in in ngày, in tháng, in năm gì đó ha, hoặc là gì float điểm trung bình gì đó ha, đúng không? À, điểm trung bình gì đó, vâng vâng đúng không? Vậy thì bây giờ mình muốn gì, tạo ra một cái biến, tạo ra một cái biến nha, mà có kiểu dữ liệu là phân số. À, kiểu dữ liệu là phân số mà mình mới tạo ở trên này, này. Đấy, mình mới tạo ở trên này nè các bạn. Vậy thì mình sẽ khai báo như thế này. À, mình sẽ khai báo như thế nào ha? Thì ở đây mình chỉ cần là gì? Mình chỉ cần gọi cái tên của kiểu dữ liệu ra, đúng không? Đấy, giống như là ở trên này nè các bạn. Mình gọi cái tên gì? Tên của kiểu dữ liệu là kiểu in nè, hay là kiểu float gì đó, vân vân, đúng không? Thì ở đây mình sẽ tạo ra một cái thằng, có kiểu dữ liệu là phân số. À, phân số là gì? Phân số là cái mà mình mới tạo ở trên này nè. À, đấy, cái mà mình mới tạo ở trên này nha. Đấy, và mình đặt tên cho nó, ví dụ như là BS, BS, hoặc là các bạn đặt tên XYZ gì cũng được. À, tùy các bạn. À, đấy, tùy các bạn nha. Rồi, ok. Rồi, mình khai báo biến xong. Thì bây giờ mình sẽ viết ra một cái hàm để mình gì? Để mình nhập giá trị của cái biến biến này, đúng đúng không? À, mình sẽ viết một cái hàm để mình nhập giá trị của biến này. Vậy thì ở đây mình sẽ tạo ra một cái hàm, tạo ra một cái hàm gọi là hàm nhập. À, mình sẽ tạo ra một cái hàm gọi là hàm nhập nha. Vậy thì ở đây mình sẽ là void nhập. À, void nhập. Rồi ok. Bây giờ mình nhập cái gì các bạn? Mình nhập cái gì ở đây? Có phải là mình nhập giá trị của thằng phân số, đúng không? À, vậy thì ở đây mình sẽ là gì? Phân số. Đúng không? Mình sẽ tạo ra một cái biến phân số. À, và mình đặt tên cho nó là BS luôn. À, đặt tên BS luôn, hoặc là các bạn đặt tên gì cũng được hết trơn. À, các bạn lưu ý là cái tên của cái thằng này nè, cái tên của trong cái thằng hàm nhập này nè, nó sẽ không có liên quan gì đến cái thằng mà ở phía dưới này hết nha các bạn. Nó không có liên quan gì hết nha, không liên quan gì hết nha các bạn ha. Đấy, bây giờ các bạn không thích là BS đúng không? Các bạn không thích BS thì các bạn thích con gáp đúng không? Ok, con gáp. Các bạn không thích con gáp thì các bạn thích gì, Sensodyne gì nó cũng được ha, tùy các bạn nha. Đấy ha, ví dụ như ở đây, đấy, mình không thích là cái chữ chữ này thì mình ghi là gì? Mình ghi là phân số như thế này cũng được. À, phân số như thế này cũng được. À, tùy. À, có nghĩa là gì? Cái thằng này nó không liên quan gì đến đến cái thằng mà mình khai báo biến ở dưới này hết. Hay các bạn ha. Rồi ok. Rồi ở đây mình để lại là chữ phân số ha. Nha, hoặc là chữ x đi ha. Đấy, chữ x. Rồi ok. Rồi,
Thì ở đây các bạn thấy là khi mà mình nhập một cái giá trị, một cái giá trị đúng không? Ví dụ như là các bạn nhập một cái thằng n nè, hay là các bạn nhập cái gì, hoặc là bạn nhập một cái điểm trung bình, hay là nhập số lượng phần tử gì đó, thì gì, giá trị của nó có thay đổi không? Có đúng không? Có. Vậy thì ở đây mình phải bắt buộc mình phải có dấu vạch ha, bắt buộc mình phải có dấu vạch ở đây đấy nha ha, đấy bắt buộc là mình có dấu vạch ở đây nè ha. Rồi ok, vậy thì bây giờ mình sẽ tiến hành là mình nhập gì, nhập từng giá trị cho cái thằng phân số này đúng không? Cái thằng phân số này nó là một cái kiểu dữ liệu ha, mà sao nó rất là đặc biệt ha, nó rất là đặc biệt ha. Đặc biệt ở chỗ nào? Thường thường một cái kiểu dữ liệu ấy ha, thường thường là một cái kiểu dữ liệu ấy, thì mình chỉ nhập được một giá trị thôi ha, mình nhập được một giá trị thôi các bạn đúng không? Ví dụ như là in n, in a gì đó vân vân, thì mỗi cái biến của mình nó chỉ gì, nó chỉ nhập được một giá trị thôi. Nhưng mà cái thằng struct này á, nó là một cái kiểu dữ liệu đặc biệt, nó có thể nhập bao nhiêu giá trị tùy ý, dựa theo cái gì, dựa theo những cái giá trị mà mình đã khai báo ở trên thằng struct này ha, mình nhập bao nhiêu tùy ý cũng được các bạn ha. Ví dụ như ở đây mình khai báo là hai giá trị đúng không, thì ở đây mình sẽ gì, cái thằng phân số này nó sẽ gì, nó sẽ nhập được hai giá trị ha. Mà mình ở đây mình khai báo là 4-5 giá trị gì đó, thì ở dưới này mình có thể nhập được 4-5 giá trị cho cái thằng này luôn, cho cái thằng struct này luôn ha. Đấy, thế nên là ở đây bây giờ các bạn thấy cái thằng struct của mình á, phân số của mình này, nó sẽ có hai cái giá trị là tử số và mẫu số chúng ta cần nhập đúng không? Vậy thì ở đây mình chỉ cần là gì, mình chỉ nhập hai cái giá trị của nó thôi ha, hai giá trị của nó thôi. Rồi ở đây mình sẽ gì, printf ha, và cái đầu tiên của mình sẽ là gì, nhập tử số ha, nhập tử số. Rồi sau đó là scanf, scanf thì các bạn sẽ thấy cái thằng tử số của mình ở trên này mình khai báo nó là kiểu gì, kiểu in đúng không? Vậy thì ở đây mình là phần trăm d đúng không? Phần trăm d ha. Và ở đây mình sẽ truyền cái gì vô, thì các bạn thấy ở đây nè, bây giờ mình nhập tử số thì làm sao mình biết được là cái thằng tử số này nằm ở đâu, làm sao mà mình biết được cái thằng tử số này là của đứa nào ha, và nó nằm ở đâu? Thì mình phải biết được gì, mình phải biết được thằng cha của nó đúng không? Mình phải biết được cái thằng cha của nó ha, mình phải biết được thằng cha của nó. Vậy thì ở đây ha, ở đây nè, mình có tạo ra một cái biến x ha, có kiểu dữ liệu là phân số. Vậy thì bây giờ mình muốn nhập tử số cho cái thằng x này à, là có nghĩa là gì, mình nhập tử số cho cái thằng phân số này nè, cho cái thằng phân số này nè. Vậy thì mình gì, mình phải gọi cái thằng cha ra trước mình phải gọi cái thằng cha ra trước, sau đó là gì, mình mới chấm tới thằng con mình mới chấm tới thằng con để gì, để mình lưu giá trị vô cho thằng con đúng không? Mục đích của mình là gì, lưu giá trị vô thằng con chứ không phải là lưu giá trị cho cái thằng cha này đúng không? Mình phải lưu giá trị cho từng thằng con chứ nó không gì, nó không có lưu giá trị cho nguyên cả thằng cha nha các bạn ha. Mình lưu những cái giá trị ở trong này nè, đó mục đích cuối cùng của mình là mình lưu được giá trị ở trong này và mình lấy được thông tin của những cái thằng trong này. Đấy, vậy thì ở đây để mình nhập tử số cho cái thằng x này thì mình chỉ là gì, và ha, và x là gì, thằng cha của mình, x là thằng cha này, và gì, và mình sẽ chấm cái gì các bạn, mình sẽ chấm tử số mình sẽ chấm tử số nha các bạn ha. Đấy, và mình chấm tử số như thế này đấy, tử số nha. Rồi ok, rồi tử số xong thì bây giờ mình nhập gì, mình nhập mẫu số mình nhập mẫu số ha. Thì ở đây mình sẽ là nhập mẫu số, đấy nhập mẫu số ha, và mình scan f như mới nãy luôn như y chang thằng tử số vậy đó. Thằng mẫu số này kiểu in thì mình ở đây một phần trăm d luôn, và ở đây nó sẽ là gì, và gọi thằng cha nó ra đúng không, x chấm gì, mẫu số đó ha, được không các bạn? Được không, ổn không, ổn tới đây không các bạn? Ổn không ạ? Dạ ổn mà. Ổn đúng không? Ok rồi ha. Đấy là mình sẽ gì, mình sẽ nhập xong cái gì, xong thằng tử số và mẫu số của một phân số của một phân số ha. Vậy thì bây giờ ở đây mình chỉ cần là gì, gọi cái hàm nó ra thôi gọi cái hàm nó ra, và mình muốn nhập, mình ở đây nha các bạn, ở đây nè, cái hàm này cái hàm này nè, nó sao, nó sẽ tạo ra một cái biến x ở đây có kiểu dữ liệu là phân số để nó làm những cái chức năng ở trong này làm những cái chức năng ở trong này. Vậy thì bây giờ mình muốn nhập một cái gì, một cái giá trị cho một cái thằng phân số bs này một cái thằng phân số tên là bs ở dưới cái thằng này này nè, thì
thì mình chỉ cần là gì, mình chỉ cần là gọi cái hàm nhập và mình truyền vô cái thằng này là cái thằng BS đấy ha, truyền vô cái thằng này gọi thằng BS. Tại vì sao? Đây có nghĩa là như thế này này các bạn, cái thằng BS ở dưới cái thằng main á, nó mới là cái thằng phân số mà mình cần nhập ha, phân số mà mình cần nhập ở đây. Vậy thì để mà mình nhập phân số thì mình có phải là mình gọi cái hàm nhập mình mới viết ở trên không? Đấy ha, gọi hàm nhập và viết ở trên, và mình muốn nhập giá trị cho cái thằng phân số nào, có phải là mình sẽ nhập giá trị phân số BS này không, đúng không ha? Mình nhập phân số BS này, vậy thì ở đây mình chỉ cần là gì, gọi hàm nhập và mình truyền cái thằng BS này vô ha, truyền cái thằng BS này vô trong hàm nhập. Thì khi mà nó chạy lên hàm nhập này thì nó sẽ biết được à, hiện tại bây giờ à, cái thằng X mà mình gọi ở trong hàm nhập này này, nó chính là cái gì các bạn? Nó chính là cái thằng BS này à, nó chính là cái thằng BS này đấy ha, nó chính là cái thằng BS này. Và khi đó nó sẽ sao, nó sẽ nhập tử số và mẫu số cho chính cái thằng BS mà mình truyền vào trong này nha các bạn ha. À, đấy có nghĩa là gì, có nghĩa là cái thằng X này nó chỉ là gì, nó chỉ là một cái biến, mà cái biến tạm thôi các bạn ha. À, một cái biến tạm, nó bảo là gì, bây giờ cái thằng nhập này nè phải cần truyền vô cho nó một cái thằng ha, có kiểu dữ liệu là phân số ha, có kiểu dữ liệu là phân số ha. À, và sau đó là khi mà truyền vô được rồi thì nó mới làm được những cái thực hiện ở trong này, những cái công việc ở trong này. Vậy thì ở đây mình truyền vô một cái thằng BS đúng không, có kiểu dữ liệu là phân số này, thì ngay lập tức lúc này cái BS ở đây nó chính là cái gì, nó chính là cái thằng X ở trên này nè các bạn ha. À, nó chính là cái thằng X ở trên này, và nó sẽ nhập cái tử số và mẫu số này cho cái thằng BS ở này, đúng không? Tại vì là gì, mình truyền cái thằng BS vô thì cái thằng X này nó chính là gì, nó chính là cái thằng BS của mình nha, nó chính là cái thằng BS của mình. Vậy thì ở đây mình nhập tử số của mình ở đây nó chỉ là gì, nó chính là gì, BS chấm tử số, còn mẫu số này nó chính là gì, BS chấm mẫu số nha các bạn ha. Đấy ha, đó đó là lý do tại sao mà ở trong cái hàm này nè, mặc dù là mình ghi chữ X ha, mình ghi chữ X nhưng mà sao nó vẫn nhận được cái thằng BS này ha. Tại vì gì, tại vì thằng X này nó chỉ là một cái biến tạm, nó chờ thôi, nó chờ cái thằng nào ha, mà nó cần nhập dữ liệu vô thì gì, nó thế chỗ ha, đấy truyền BS vô thì nó thế cái thằng X này ha, nó tự động nó thế cái thằng X này để nó nhập gì, giá trị cho thằng BS này ha các bạn ha. Đấy ha, đó là cái thằng nhập ha, đó là cái thằng nhập ha. Rồi ok, vậy thì bây giờ mình muốn xuất ra thì sao? À, xuất ra thì nó càng dễ nữa đúng không ha. Ở đây mình sẽ viết ra một hàm xuất. Đấy, mình sẽ viết ra một hàm xuất. Và mình sao, mình bây giờ mình muốn xuất cái gì các bạn? Mình xuất cái thằng phân số đúng không, mình xuất giá trị của một thằng phân số. Vậy thì ở đây mình phải cần truyền vào cái gì, một cái gì, một cái thằng phân số. À, cần truyền vào ha, cái thằng xuất này nó đòi hỏi là cần truyền vào một cái thằng phân số. À, một cái phần thằng phân số, và ở đây nó chưa biết cái thằng đó là thằng nào, thế nên là gì, nó gán tạm ở đây là cái chữ X ha, nó gán tạm ở đây nó là chữ X nha. Rồi ok, rồi sau đó là gì, mình sẽ printf nó thôi. Bây giờ mình muốn là gì, mình muốn là in ra ha, cái kiểu phân số là nó như thế này, ví dụ như là 1/2 nè, hay là 5/6 gì đó vân vân, đúng không? Vậy thì ở đây mình chỉ cần là gì các bạn, phần trăm d, và sẹt này tượng trưng cái gì, tượng trưng cái dấu phân số nha, và gì, và phần trăm d à, đấy là tượng trưng cái gì, tử số và mẫu số ở đây. Và ở trong này mình sẽ truyền vào hai cái giá trị, đó là gì, x chấm tử số và gì, x chấm mẫu số hai các bạn ha. Đấy ha, như thế này, giống như là gì, các bạn xuất ra thông tin của một thằng bình thường thôi, các bạn truyền vô phần trăm d rồi các bạn xuất ra thôi à, chứ nó không có gì mà nó khác biệt ở đây hết nha các bạn ha. Rồi thì tới đây mình đã xong cái thằng gì, xong cái thằng xuất rồi à, xong cái thằng xuất rồi. Vậy thì bây giờ mình chỉ còn là làm những cái công việc còn lại thôi, chứ nhập xuất là mình đã sao, mình đã ok rồi đúng không ha, mình đã ok rồi. Rồi bây giờ mình sẽ chạy thử đi. À, mình chạy thử xem thử là cái thằng này nè, à, mình nhập xuất nó ra làm sao nha. Rồi ok, chạy nè. À, mình chưa có gọi thằng xuất các bạn ha. Đây để mình gọi cái thằng xuất rồi mình chạy lại nha. Đây mình gọi thằng xuất nha. Đây gọi thằng xuất. À, gọi thằng xuất ha. Rồi ok, chạy nè. Rồi bây giờ mình sẽ nhập cái gì, ví dụ như ở đây mình nhập là 1/2 đi, nhập tử số là 1, nhập mẫu số là 2 đúng không, nhấn enter một phát các bạn sẽ thấy là gì, nó in ra là gì, 1/2 à, nó in ra là 1/2 hay các bạn ha. Đấy hoặc là gì, bây giờ mình nhập một cái thằng phân số khác ha, ví dụ như là gì, 5/6 đi, thì
thì gì, nó sẽ in ra là gì, 5 phần 6. À, nó sẽ in ra 5 phần 6 đấy nha. À, thì tới đây á, là mình sẽ gì, mình đã hoàn thành xong cái việc là mình sẽ nhập xuất một phân số. À, nhập xuất một phân số rồi, ok. Rồi bây giờ nó như thế này, bây giờ á, ở trong cái bài của mình á, nó bảo là gì, nó bảo là mình phải nhập từ bàn phím là hai phân số trước đã, rồi sau đó là gì, mình hiển thị ra cái màn hình á, là tổng hiệu tích thương của thằng này. À, tổng hiệu tích thương của thằng này. Bây giờ ở đây mình nhập được một phân số rồi. À, nó tên là BS. À, nó tên là BS. À, là mình nhập được một phân số rồi. Bây giờ mình muốn là mình nhập gì? Phân số thứ hai thì làm sao? Thì đơn giản, các bạn chỉ cần là gì? Khai báo thêm một cái biến ở đây nữa. Nó tên là gì? BS2. Đúng không ha? BS2. À, BS2 nha. BS2 ha. Thì sao? Bây giờ mình chỉ cần là nhập cái gì? Nhập cái thằng BS2 thôi các bạn. À, mình gọi cái gì? Hàm nhập, và mình nhập cái thằng BS2 thôi. Ở đây mình sửa lại thành BS1 luôn nha. Để phân biệt được phân số thứ nhất, phân số thứ hai. Đây, đấy. À, rồi thì ở đây mình chỉ cần là gì? Mình gọi cái hàm gì? Cái hàm nhập. À, hàm nhập. Và mình nhập cho cái thằng nào? Thằng BS2. Đấy, và cái thứ hai nó sẽ là gì? Mình nhập. Xuất ra ha. Mình xuất ra màn hình xem thử là nó có nhập đúng hay không. À, rồi ở đây mình print cái đấy này. Mình reset ha, để mình hiển thị ra để cho nó thấy, dễ thấy. Rồi ok, nhập thử này. Nhập thử ha. Rồi, mấy ví dụ ở đây mình nhập 1/5 rồi. Cái thứ hai là mình nhập gì? 9/7 đi. Đấy, thì các bạn sẽ thấy là gì? Mình đã nhập được hai cái phân số là 1/5 với 9/7. Đúng các bạn? À, vậy thì bây giờ mình chỉ cần là gì? Mình cần là mình cộng hai cái thằng phân số này lại thôi. Đúng không? Mình chỉ cần cộng hai cái thằng phân số này lại thôi. À, vậy thì như lúc trước mình đã nói cái vụ tách hàm, thì để mà gì, để mà mình cộng được hai cái thằng phân số ha, cái thực hiện cái việc mà cộng hai cái thằng phân số thì mình sẽ tách ra được một cái hàm. Cái này nó liên quan tới việc gì, tính toán, đúng các bạn. À, liên quan tới việc tính toán thì mình phải xem thử là gì, là khi mà nó chạy xong cái hàm tính toán này rồi á, thì nó sẽ trả về kiểu dữ liệu gì. À, nó phải trả về kiểu dữ liệu gì, để cái hàm đó nó sẽ mang kiểu dữ liệu đó. À, nó sẽ mang kiểu dữ liệu đó. Vậy thì khi mà hai phân số cộng lại với nhau á, hai phân số cộng lại với nhau thì chắc chắn nó sẽ trả về một cái phân số, đúng không? Nó sẽ trả về một cái phân số là gì, tổng của hai phân số đó. À, tổng của hai phân số đó. Vậy thì ở đây mình sẽ tạo ra một cái hàm, và có kiểu trả về chính là cái thằng phân số của mình, đúng không ạ? Đúng không? Có nghĩa là gì, mình nhập gì, mình nhập hai thằng, đúng không ha? Mình nhập hai cái phân số cho mình cộng lại thì gì, kết quả trả về nó cũng phải là gì, một cái phân số, chính là gì, tổng của hai phân số mà mình đã cộng, đúng không? Thế nên là đây, cái kiểu dữ liệu trả về của mình nó chính là gì, phân số. À, nó chính là phân số ha. Rồi ok. Rồi, vậy thì ở đây mình sẽ đặt tên cho cái thằng này ha. Ví dụ như ở đây mình đặt tên là cộng đi, cộng hay là nhân gì đó tùy các bạn ha. Cộng đi, à, cộng đi ha. Cộng hoặc là tổng gì đó tùy các bạn. Rồi, vậy thì bây giờ cái thằng cộng này, bây giờ mình muốn gì? Mình muốn là cộng hai phân số thì rõ ràng là mình phải truyền vào gì? Truyền vào giá trị của hai cái phân số. Đúng không? Mình phải truyền vào giá trị của hai phân số đó chứ, đúng không? Vậy thì ở đây ha, mình sẽ truyền vô cái phân số đầu tiên. Đấy. Đúng không? Mình đặt tên là x, và phân số thứ hai mình đặt tên là y. Đấy ha, có nghĩa là gì, mình cộng hai phân số thì mình phải truyền hai cái giá trị x y vô ha, hai phân số x y vô để gì, mình cộng lại ha, mình cộng lại rồi xong gì, mình sẽ trả về cái thằng phân số này chứ, đúng không? Rồi ok, vậy thì bây giờ mình cộng ha, mình cộng thì ở đây mình sẽ có là cái gì các bạn, mình sẽ có là tạo ra một cái hàm ha, tạo ra một cái hàm là phân số đấy ha, tạo ra một cái hàm phân số nha, và mình đặt tên cho nó là ví dụ là tổng đi. Đấy, đấy. À, tạo ra một cái kiểu dữ liệu ha, một 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 cái biến tên tên là tổng, và các kiểu dữ liệu là phân số nha, để gì, để mình lưu gì, để mình lưu giá trị của gì, của khi mà gì, cộng hai cái phân số x và y lại, đúng không ha? Đấy, rồi vậy thì bây giờ nó sẽ như thế này. Bây giờ các bạn biết là để cộng hai phân số thì mình sao, mình sẽ quy đồng mẫu số, đúng không? Rồi xong rồi gì, mẫu mẫu của thằng này nhân với tử của thằng kia, cộng cho gì, tử của thằng kia nhân cho mẫu của thằng này, đúng không? Và mẫu số của nó sẽ gì, hai cái mẫu số nó sao, nó nhân lại với nhau. À, thế nên ở đây này các bạn, cái thằng tổng này nè, nó chính là gì các bạn, nó chính là
phân số mà khi mà cộng hai cái thằng xi này lại. À đúng không? Khi mà cộng hai cái thằng xi này lại. Vậy thì vậy thì ở đây cái công việc của mình là mình sẽ tính cái gì? Mình sẽ tính được tử số của cái thằng tổng này và mẫu số của thằng tổng này. Đúng các bạn? Đúng không? Đúng không? Đấy ha. Có nghĩa đúng không các bạn? Đây ví dụ như thế này nè. Ha, ví dụ như thế này. Đây ví dụ như là mình sẽ có một cái thằng. Đấy, mình sẽ có ví dụ như 1/2 như thế này. Đấy, mình sẽ cộng cho cái thằng này 5/6 đi. Đấy ví dụ vậy ha. Vậy thì bây giờ cái kết quả cuối cùng của mình ở đây nó có phải là gì? Mình sẽ lấy là 1 này mình nhân cho 6 đúng không? Mình cộng cho gì? Mình cộng cho 5 nhân cho 2. Rồi, ở dưới này mình sẽ là gì? 2 nhân cho 6 đúng không? Vậy thì kết quả ở đây là nhiêu nè? 6 này, cái này là 10 là có nghĩa là 16/12. Đúng không? Ha, 16/12. Vậy thì khi mà mình cộng hai cái phân số này lại nè, hai phân số này lại ha, thì mình sẽ có gì? Mình sẽ có một cái kết quả mới, nó chính là một cái phân số nữa. Đúng không các bạn? Đây, một cái phân số nữa. Và cái phân số này mình phải tính được cái gì? Tổng cái tử số của thằng này và gì mẫu số của cái thằng này. Đúng không? Ha, vậy thì ở đây để mà mình cộng được thì mình sẽ gọi cái gì các bạn? Mình gọi là gì? Mình sẽ gọi là tổng chấm gì? Tử số, đúng không? Mình tìm gì? Tử số của thằng tổng ha, tử số của thằng tổng nó sẽ bằng cái gì các bạn? Nó sẽ bằng x chấm tử số nhân cho gì? Nhân cho y chấm mẫu số, đúng không ạ? Đây. Đây này các bạn, cái thằng này nè. Đúng không? Đây. Tử số nhân cho gì? Mẫu số của thằng này cộng với gì? Cộng với cái thằng tử số của thằng này nhân với mẫu số của thằng này. Đúng không? Rồi, vậy thì ở đây mình sẽ gì? Cộng với gì? Cộng với y chấm tử số nhân cho gì? Nhân cho x chấm mẫu số. Đấy, thì ngay lúc này mình sẽ ra được cái gì? Tử số của thằng tổng. À, tử số của thằng tổng nha. Và tương tự cái thằng mẫu số cũng vậy ha. Tổng chấm mẫu số nó chỉ bằng gì? X chấm mẫu số cộng cho nhân cho y chấm mẫu số. Đúng không? Đấy, đây các bạn, đấy, hai cái thằng này nhân lại với nhau nè. À ha, hai thằng đó nhân lại với nhau. Và cuối cùng mình sẽ return về cái gì các bạn? Mình sẽ return về gì? Phân số tổng của mình. Đúng không? Mình đã tính ra được tử số và mẫu số của thằng tổng rồi thì gì? Mình sẽ return về gì? Về cái thằng tổng của mình thôi. Đó chính là gì? Là cái phân số tổng mà khi mà mình cộng lại hai cái số xi này nè. À ha, hai số xi này. Đấy. Vậy thì ở đây, đấy, sau khi mà mình làm xong rồi thì bây giờ mình sẽ làm sao? Bây giờ mình sẽ gì? Ở đây mình sẽ xuất ra tổng ha, tổng của hai cái thằng này nha. Rồi copy ở đây đi. Rồi ở đây mình sẽ ghi là tổng hai phân số là ấy ha, tổng hai phân số là nha. Rồi tổng hai phân số là. Vậy thì ở đây mình chỉ còn là gì? Gọi cái thằng xuất. Đúng không ạ? Gọi cái thằng xuất. Bây giờ xuất này á nó là xuất cái gì các bạn? Xuất một phân số, đúng không? Hai cái thằng xuất này là xuất một phân số. Vậy thì bây giờ mình muốn là xuất cái phân số mà của cái thằng cộng này thì mình chỉ gọi là gì các bạn? Mình gọi cái thằng cộng của mình và mình sẽ truyền vô hai cái phân số mình muốn tính vô, đó là gì? BS1 và gì? BS2. Đấy, ha. Tới đây các bạn hiểu không ạ? Có nghĩa là gì? Có nghĩa là mình sẽ gọi cái thằng cộng phân số của phân số 1 và phân số 2. Sau đó là gì? Nó trả về một cái thằng phân số đúng không? Thì mình sẽ gọi cái thằng xuất để mình gì? Mình xuất cái gì? Cái phân số đó ra trên màn hình. À, mình xuất cái phân số đó ra trên màn hình thôi. Đấy, ha, như vậy ha. Rồi, bây giờ mình chạy thử nè. À, mình chạy thử xem thử nha. Rồi, đây, mình sẽ chạy thử cho các bạn. Đây, mới nãy là mình ghi là 1/2 đúng không? À, 1/2 với lại là gì? 1/2 với lại là 5/6. À, 5/6. Thì các bạn sẽ thấy nó ra là gì? 16/12. Đúng không các bạn? Đây, 16/12 đây. Đấy, ha, đó là cái cách mà mình gì? Mình sao? Mình tính tổng hai cái phân số. À, mình sẽ tính tổng hai cái phân số thì mình sẽ làm như thế này. À, tính tổng hai phân số thì mình sẽ làm như thế này. Đấy. À, tới đây các bạn ok chưa ạ? Hiểu không ạ? Hiểu không các bạn? Hiểu không nè? Dạ hiểu. Hiểu đúng không? Ok. Dạ hiểu. Ok, vậy thì tương tự với cái thằng gì? Tổng hiệu tích thương đúng không? Nó là cộng trừ nhân chia thì ở đây mình sẽ tạo ra một cái hàm. À, nó cũng tương tự luôn. Đấy, hiệu đúng không? Hiệu thì nó là gì? Trừ nhau thôi đúng không? Đấy, trừ nhau. Ở đây mình sửa lại là chữ hiệu thôi. Đấy ha, sửa lại chữ hiệu thôi. Đấy, là ngay lúc này là mình sẽ có một cái hàm nữa, đó là hàm gì? Mình sẽ tính gì? Hiệu của hai phân số. À, sau đó là gì?
mình làm tương tự ha. Ủa sao à, mình sửa nhầm các bạn. Sửa dưới này không sửa, mà sửa ở trên đó. À hiệu nè, đấy hiệu nè, đấy hiệu đúng không, ở đây là dấu gì, dấu trừ đúng không ha, ở đây là dấu trừ đấy. Và mình sẽ return với cái thằng hiệu, à mình sẽ return với thằng hiệu ha, ở dưới này dấu cộng này. Đấy đấy, mình sẽ ra được gì, một cái hàm của thằng hiệu. Rồi sau đó là gì, mình làm tương tự cho gì, thằng nhân và thằng chia. À mình làm tương tự cho thằng nhân với thằng chia thôi ha các bạn ha. Và mình chỉ cái mình chỉ cần gọi cái thằng này ra thôi. À đây ví dụ như ở đây mình gọi thêm một cái thằng hiệu nữa đi cho các bạn thấy nha. Rồi copy đi cho nha. Đấy mình sửa lại thôi ha. À, hiệu hai phân số là đúng không, thì mình sẽ gọi là gì, gọi cái thằng gì, gọi cái thằng này mình đặt tên cho nó là hiệu đúng không. Ok vậy là hiệu. Đấy hiệu hai phân số là phân số 1 và phân số 2. À, đây chạy lên cho các bạn xem. Đây mình nhập lại 1 phần 2 với lại là 5 phần 6 đúng không? Đúng rồi, 5 phần 6 ha. Đấy, thì các bạn sẽ thấy là cái hiệu của nó là bằng gì? Trừ 4 phần 12. Đúng không các bạn? Đây, mình trừ ở đây này các bạn. À, mình trừ ở ở đây thì gì? 6, 6 mà trừ. Trừ cho gì? Trừ cho 10 thì còn là gì? Trừ 4 đó, trừ 4 phần gì? 12. À, đúng không? Đấy, trừ 4 phần 12. Đấy, mình sẽ ra được hiệu. Và mình sẽ làm tương tự với cái thằng gì? Nhân với thằng chia. À mình làm tương tự với thằng nhân thằng chia, thì sau đó mình sẽ hoàn thành được cái gì, hoàn thành xong được cái bài gì, chức năng số 10 ha, là xây dựng cái chương trình mà tính toán phân số này. À, và in ra tổng hiệu tích thương của hai phân số đó ha. Thầy Đấy thêm bước rút gọn nữa cho đẹp luôn thầy. ok rồi, ok thì sẵn ở đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái bước rút gọn luôn. À, cái bước rút gọn luôn, lúc đầu thì mình không tính đâu, mình không tính là mình chỉ các bạn đâu ha. Ok thì ok, thì cái thằng rút gọn á nó sao nè, thằng rút gọn á thì để mà mình rút gọn được một cái thằng phân số á, mình chỉ cần làm gì các bạn, mình chỉ cần là lấy tử và mẫu của hai cái phân số đó ha, tử và mẫu của hai phân số đó mình chia cho ước chung lớn nhất của tử và mẫu thì nó sẽ rút gọn ra được cái phân số. À nó sẽ rút gọn ra được phân số liền. Đấy, đấy ha, đấy nó sẽ rút gọn ra được phân số luôn. Đấy, vậy thì ở đây, vậy thì ở đây. Hả? Sao? Sao các bạn? Sao sao sao? Có vấn đề gì? Không có đúng không? Rồi ok, vậy thì ở đây ha, mình sẽ tạo thêm một cái hàm là gọi là hàm gì? Rút gọn phân số. À, mình sẽ tạo ra một cái hàm rút gọn phân số. Vậy thì cái để trước tiên mà để mình rút gọn được phân số thì mình phải tìm được gì, ước chung lớn nhất của hai, của cái thằng gì, tử số và mẫu số của hai cái đó trước đúng không. Vậy thì ở đây mình đầu tiên mình phải tạo ra một cái hàm để mình tìm gì, ước chung lớn nhất. À, mình tìm ước chung lớn nhất nha. Vậy thì ở đây mình sẽ tạo ra một cái hàm và trả về cái kiểu dữ liệu là kiểu in đúng không. Tại vì gì, mình trả ra gì, cái số mà ước chung lớn nhất của thằng tử số và mẫu số mà. À, thế nên là ở đây mình sẽ trả về là kiểu in, nó là trả về một cái số á. À, và mình đặt tên cho nó là ước chung lớn nhất, và mình truyền vô trong này là hai cái thằng, là thằng A với thằng B, tương ứng với cái gì, tương ứng với thằng tử số và mẫu số, và tương ứng với gì, hai cái thằng, hai cái gì, hai cái giá trị mà mình cần tìm ước chung lớn nhất. À, mình cần tìm ước chung lớn nhất. À, ở đây mình đặt tên là AB. Còn khi tí nữa ha, tí nữa mà mình gì tìm ước chung lớn nhất này, mình chỉ cần là gì, mình chỉ cần lại khai báo cái thằng gì, cái thằng tử số với thằng mẫu số của trong này thì nó sẽ tìm ra được ước chung lớn nhất thôi ha. Rồi ok, vậy thì cái thằng ước chung lớn nhất này mình sẽ làm như thế nào, thì cái phần ước chung lớn nhất này mình đã nói rất là nhiều lần rồi ha, mình cũng đã giảng lại rất là nhiều lần về cái thằng ước chung lớn nhất này rồi. Thế nên là ở đây mình sẽ viết nhanh luôn. À, mình sẽ viết nhanh luôn ha, mình sẽ không có nói lại về cái thằng này nha các bạn ha. Cái bài ước chung á là mình đã nói rất là nhiều lần rồi ha, mình cũng giảng đi giảng lại cái phần này rồi, trên trên lớp hay là trên tutorial là mình cũng đã nói cái vụ này rồi ha. Thế nên là ở đây mình sẽ viết lại thôi. À, mình sẽ viết lại cái hàm ước chung lớn nhất thôi. Còn bạn nào mà cần các bạn xem lại thì các bạn xem lại giúp cho mình cái phần mà bài ước chung lớn nhất. À, là mình đã nói về cái việc mà mình sử dụng cái này rồi. À, hoặc là các bạn không thích các bạn sử dụng cái hàm for này thì các bạn có thể sử dụng hàm while, điều gì cũng được, miễn sao các bạn hiểu và các bạn làm ra được cái thằng ước chung lớn nhất là được ha các bạn ha. Rồi mình đã viết xong cái hàm ước chung lớn nhất xong, bây giờ mình sẽ cần là gì, mình chỉ cần là gì, viết thêm một cái hàm nữa là gọi là hàm gì, rút gọn thôi
Mình chỉ cần là gọi cái hàm, mình viết thêm một cái hàm nữa là hàm rút gọn thôi. Rồi vậy thì ở đây mình chỉ cần là gọi một cái hàm void rút gọn phân số này các bạn ha. Mình các bạn có thể là trả về một cái thằng phân số cũng được luôn. Hoặc là các bạn không thích, các bạn để dùng một cái hàm void cũng được luôn nha. Rồi ở đây mình sẽ là gọi là rút gọn phân số. Rút gọn ha. Và mình rút gọn phân số nè. Mình rút gọn cái gì? Mình rút gọn thằng phân số, đúng không? Và ở đây mình sẽ ghi là x đi. Đấy, và x. Tại sao ở đây là và x? Tại vì nó như thế này nè các bạn. Giả sử ha, ở đây mình có là 3/6 đi. Thì sau khi mà mình rút gọn phân số nó được là gì? 1/2 thì giá trị của thằng phân số này nó đã thay đổi. Đúng không ạ? Nó đã thay đổi từ 3/6 xuống 1/2. Thế nên là gì? Thế nên ở đây mình có dấu 3 nè. Tại vì gì? Giá trị của nó thay đổi. Giá trị của nó thay đổi ha. Rồi ok. Rồi, thì ở trong cái thằng rút gọn này mình làm cái gì? Bây giờ các bạn biết là nó như thế này nè các bạn. Nó sẽ có một cái trường hợp. Nó sẽ có một trường hợp. Đó là trường hợp gì? Trường hợp nếu như mà cái thằng tử số của mình mà nó bằng 0 á. Ví dụ như là gì? Ví dụ như là 0/6 nè. Hay là 0/7 gì đó. Thì gì? Thì cái hàm, cái phần thằng phân số đó, nó sao? Nó lại được bằng 0 rồi đúng không? Nó được bằng 0 rồi. Và gì? Mình cũng không có cần thiết là phải là gì? Phải rút gọn nó làm gì? Đúng không? Mình rút gọn nó đâu có được gì nữa đâu, đúng không các bạn? Nó không có được gì được hết. Thế nên ở đây mình sẽ check một cái điều kiện, đó là gì? Nếu như là gì? Nếu như là cái gì? Cái thằng tử số của cái thằng gì? Của cái thằng x này nè. Tử số của thằng x này mà nó bằng 0 á, nó bằng 0 thì sao? Mình sẽ return thôi. Return có nghĩa là gì? Return trong cái hàm void này có nghĩa là mình sẽ ra khỏi cái hàm. Mình sẽ out ra khỏi cái hàm rút gọn này và mình sẽ không có làm bất cứ một cái công việc gì ở trong cái hàm này hết. Các bạn ha. Đấy, return ở trong cái hàm void này là nó có ý nghĩa như vậy đó. Có nghĩa là mình sẽ không làm bất kỳ một cái công việc nào hết ở trong cái hàm này. Và mình sao? Mình sẽ out ra khỏi hàm thôi. Mình sẽ out ra khỏi hàm thôi ha. Và ngược lại, nếu như mà cái tử số của mình mà nó không bằng 0. Nó không bằng 0 thì mình sẽ làm cái gì? Như mới nãy mình nói như mới nãy mình nói là sao? Mình sẽ gì các bạn? Mình sẽ lấy tử số và mẫu số, mình sẽ chia cho ước chung lớn nhất của tử số và mẫu số. Đúng không? Vậy thì ở đây mình sẽ tạo ra một cái gì? Một cái biến mình đặt tên cho nó là UC là ước chung. Ước chung thì cái thằng UC này nó sẽ bằng gì? Ước chung lớn nhất. Đây, gọi cái hàm ước chung lớn nhất ấy. Gọi cái hàm này nè. Ước chung lớn nhất của cái thằng nào? Đấy, mình sẽ truyền vô hai số AB đúng không? Thì hai số AB này nó chính là gì các bạn? Nó chính là tử số và mẫu số của thằng x. Đúng không? Mình đang rút gọn cái gì? Cái thằng phân số x mà. Mình rút gọn cái thằng phân số x. Thế nên là ở đây mình sẽ truyền vô là tử số và mẫu số để mình tìm được gì? Ước chung lớn nhất của hai cái số đó. Ước chung lớn nhất của hai số đó. Rồi, sau đó là gì? Sau đó là mình sẽ là như thế nào nè? Thì cái thằng tử số của thằng x á, tử số của thằng x nó sẽ bằng cái gì các bạn? Nó sẽ bằng tử số cũ này. Mình chia cho gì? Chia cho ước chung. Đúng không? Mới nãy mình nói là gì? Mình sẽ cùng chia gì? Cùng chia cho ước chung cho cả tử và mẫu thì mình sẽ được rút gọn. Mình sẽ được rút gọn của thằng số đó. Và gì? Và mẫu số. Mẫu số của thằng x này nó sẽ bằng gì? Nó sẽ bằng mẫu số chia cho gì? Chia cho ước chung. Mình chia cho ước chung. Thì ngay lúc này là gì? Lúc này phân số của mình đã được rút gọn rồi. Phân số của mình đã được rút gọn rồi. Vậy thì ở đây mình sau khi mà mình làm cái thằng rút gọn này rồi nè, thì khi nào mà mình cần rút gọn á thì mình sao? Mình chỉ cần gọi cái thằng hàm rút gọn này ra thôi. Ví dụ như ở đây. Sau khi mình cộng xong, đúng không? Sau khi mà mình cộng xong nè là mình sẽ có cái thằng phân số tổng này các bạn. Phân số tổng này nè. Vậy thì bây giờ trước khi mà mình return về cái tổng, mình trả về cái gì? Cái phân số. Trả về cái phân số của cái thằng tổng này nè. Thì bây giờ mình muốn rút gọn thì mình chỉ cần làm thêm một bước nữa, đó là gì? Gọi cái thằng rút gọn ở đây. Và mình truyền vô cái thằng phân số mình cần rút gọn. Nó chính là cái gì các bạn? Nó chính là thằng tổng. Đúng không ạ? Nó chính là cái thằng tổng. Thì ở đây nó sẽ gì? Nó sẽ rút gọn lại cái phân số và nó gì? Nó sẽ return về cái phân số mà đã rút gọn. Đã rút gọn ha. Và tương tự như cái thằng này cũng vậy ha. Mình chỉ cần gọi cái thằng rút gọn ra và mình truyền cái phân số mà mình còn rút gọn vô. Đó là chính là thằng hiệu của mình. Thì ngay lúc này thì sau khi nó rút gọn xong thì sao? Nó sẽ return với cái thằng hiệu. Nó sẽ return với cái thằng hiệu mà đã được rút gọn ha. Rồi, bây giờ mình chạy thử nè. Chạy thử ha. Mới nãy là mình nhập là 1/2 với lại là 5/6 đúng không? Đấy, enter một phát thì các bạn sẽ thấy ha. Sẽ thấy là cái gì? Là cái tổng của hai phân số và hiệu của hai phân số nó đã được rút gọn rồi.
nó đã được rút gọn rồi ha các bạn ha. Đấy nha, 4/3 với lại là gì, -1/3 ở đây ha, -1/3 ở đây ha. Và ở đây nó sẽ có một cái thằng, có nghĩa là gì, ở đây nếu như mà số âm á thì cái dấu âm của nó sẽ ở ở trên này nè các bạn. Đấy ha, nó ở dưới cái phần mẫu số á. Vậy thì các bạn có thể check nó nha, các bạn có thể tự tìm hiểu, các bạn check để cho gì cái dấu âm này nó lên trước ha. Còn không thì các bạn vẫn để dài thì cái kết quả nó vẫn đúng thôi ha, kết quả nó vẫn đúng là -1/3 thôi các bạn ha. Đấy, và cái thằng này nó đã rút gọn là từ từ cái gì các bạn, từ kết quả mới nãy của mình là gì, 16/12 với lại gì, -4/12 đúng không, thì bây giờ nó còn là gì, 4/3 với lại là -1/3 ha, -1/3. Đấy, đó là cái cách mà mình rút gọn ha, cái cách mà mình rút gọn cái phân số của mình ha. Đấy ha, rồi thì các bạn có thể áp dụng cái cách rút gọn này vào trong cái thằng assignment của mình ha, để cho mình gì phát triển cái chức năng lên ha, phát triển cái chức năng để mình gì, để mình có thể mình rút gọn ra được cái thằng này nha các bạn ha. Rồi, về cái bài này có bạn nào có câu hỏi gì không nè, hỏi gì không các bạn, các bạn nào có câu hỏi gì không? À, dễ mà đúng không ha. Đấy, mình chỉ cần là gì, mình chỉ cần là rút gọn ha, mình chỉ cần là nhập xuất nè, nhập xuất mình khai báo cái thằng struct và mình nhập những cái giá trị mà cái thằng struct đó nó cần vô. Rồi sau đó là gì, mình viết cái hàm nhập, mình viết cái hàm xuất, sau đó là gì, sau đó là mình viết cái hàm cộng, cộng trừ nhân chia thôi. Đấy ha, mình sẽ nhân cho nó chính xác, nhân cho chính xác ha, cộng trừ nhân chia, nhân cho chính xác, và mình sẽ in ra ha, mình sẽ in ra dưới cái thằng main thôi nha các bạn ha. Rồi ok, rồi nếu như mà các bạn không có câu hỏi gì thì mình sẽ qua cái bài tiếp theo, mình sẽ qua cái bài tiếp theo ha. Rồi vậy thì cái bài tiếp theo của mình nó là bài gì, nó là cái bài số 8 nha các bạn. Đây ha, cái bài số 8 này nè, nó bảo là mình là cái gì, mình sẽ nhập thông tin của sinh viên bao gồm là họ, tên và điểm của sinh viên, và điểm của sinh viên ha, và mình sẽ hiển thị ra thông tin sinh viên, thông tin của các thằng sinh viên đó bao gồm là gì, tên này, điểm này và học lực, và được sắp xếp thứ tự giảm dần, sắp xếp thứ tự giảm dần, và biết rằng là cái điểm ở đây nó sẽ có mức cái độ điểm ở đây, mức độ điểm ở đây, và nó sẽ quy ra được cái học lực, nó sẽ quy ra được học lực ở đây. Rồi ok, vậy thì đối với cái bài này á, mình cũng sẽ sử dụng cái thằng struct luôn các bạn ha, mình cũng sẽ sử dụng cái thằng struct luôn, nhưng mà ở đây mình chỉ cần nhập vô hai cái tên, họ và tên và điểm của sinh viên thôi. Ok, vậy thì đối với cái bài này á, mình sẽ làm như thế nào, mình sẽ làm như thế nào ha. Rồi đây mình xóa hết nha. Đấy, mình xóa hết ha. Rồi như một bài mới ha, như một bài mới tinh luôn. Rồi ở đây mình vậy cũng giống như cái bài phân số vậy đó, thì ở đây mình chỉ cần nhập hai cái thông tin cho cái thằng sinh viên, đó là gì, tên và điểm thôi, tên và điểm thôi đúng không, thì ở đây mình sẽ tạo ra được một cái thằng struct, tên là sinh viên, mình đặt tên cho nó là sinh viên, và ở trong này mình sẽ có là tên sinh viên với là điểm đúng không, thì tên thì thông thường là mình sẽ sử dụng là kiểu tra, và mình đặt tên cho nó là tên sinh viên đi ha. Đấy, tên sinh viên, rồi mình cho cái số lượng, số lượng của thằng tên sinh viên là 50, ví dụ vậy ha. Và cái thứ hai nó chính là gì, điểm trung bình, điểm trung bình thì ở đây thường thường là mình sẽ sử dụng là float, sử dụng float ha, và mình ở đây mình đặt tên là điểm trung bình. Đấy, cái thằng struct của mình nó chỉ có hai cái thằng này thôi các bạn, là tên sinh viên và điểm trung bình thôi, và tương tự, tương tự như cái thằng kia thì các bạn thấy ở đây nè, mặc dù là nó vẫn là struct nhưng mà sao, nhưng mà ở đây nó có một cái điểm khác biệt, nó có một điểm khác biệt, đó là gì, cái thằng phân số của mình á là mình chỉ nhập gì, từng phân số đúng không, mình sẽ nhập từng phân số, còn ở đây mình sẽ nhập cái gì các bạn, mình sẽ nhập một danh sách sinh viên, mình sẽ nhập một danh sách sinh viên nha, chứ mình không có nhập từng cái thằng sinh viên đúng không các bạn, để mà mình gì, sắp xếp thứ tự giảm dần đúng không, sắp xếp thứ tự giảm dần như thế này thì mình phải cần một cái danh sách thì mình mới sắp xếp được, chứ gì riêng lẻ từng cái gì, từng cái thằng sinh viên á, thì làm sao mà mình sắp xếp được đúng không các bạn. Đấy ha, thế nên là ở đây mình sẽ gì, tạo ra một cái danh sách, thì các bạn biết á, thì các bạn biết ha, để mà mình tạo ra được một cái danh sách á, thì chúng ta sẽ sử dụng một cái gọi, một cái được gọi là gì, mã một chiều đúng không, một cái được gọi là mã một chiều,
Vậy thì ở đây để mà mình khai báo được một cái mã một chiều á, thông thường chúng ta sẽ là như thế này nè. Có phải là kiểu dữ liệu, sau đó là tên của cái mảng và giá trị của mảng không? Đúng không? Hả? Đó là mình gì? Mình khai báo một cái gì? Một cái mảng A có kiểu dữ liệu là kiểu in. À, và có số lượng phần tử là 10. À, số lượng phần tử là 10 ha. Vậy thì ở đây mình muốn khai báo một cái danh sách sinh viên. À, danh sách sinh viên và có kiểu dữ liệu là gì? Sinh viên. À, có kiểu dữ liệu là sinh viên ở đây. Vậy thì ở đây mình sẽ khai báo là gì? Mình sẽ khai báo một cái thằng sinh viên. Đúng không? Nó là gì? Nó là kiểu dữ liệu nè. Kiểu dữ liệu sinh viên. À, kiểu dữ liệu sinh viên ha. Và mình đặt tên cho cái mảng này tên là SV. À, tên là SV. Và mình truyền vô số lượng của cái mảng đó là 10. À, vậy thì ở đây mình đã tạo ra được cái gì? Một cái mảng SV có kiểu dữ liệu là sinh viên và có số lượng là 10. À, có số lượng là 10 phần tử. À, các bạn ha. Đấy, các bạn sẽ thấy là nó tương tự như cái thằng mảng một chiều vậy đó. Ha. À. Rồi, thì đụng tới cái mảng một chiều đúng không? Thì mình phải có là gì? Số lượng phần tử, mình phải cho người dùng nhập số lượng phần tử nữa, đúng không? Vậy thì ở đây mình sẽ tạo thêm một cái biến gọi là biến N. À, mình sẽ tạo ra thêm một cái biến gọi là biến N nha các bạn ha. Rồi, thì ở trong này ha, ở trong này ha, sau khi mà mình tạo ra cái biến N xong thì bây giờ mình sẽ bắt đầu là mình nhập gì? Nhập danh sách sinh viên của mình, đúng không? Mình nhập danh sách sinh viên của mình ở đây. Rồi ok, vậy thì nhập danh sách sinh viên của mình thì mình sẽ tạo ra một cái hàm là void thôi các bạn. Ha, à, void thôi. Bây giờ mình nhập danh sách sinh viên mình lưu ở đâu? Mình lưu ở trong cái thằng sinh viên, đúng không? Vậy thì ở đây mình sẽ gọi gì? Gọi một cái biến ha, SV ha. À, có kiểu dữ liệu là gì? Sinh viên thôi. À, một cái mạng SV có kiểu dữ liệu là sinh viên. Và sau đó là gì? Và giá trị phần tử của cái thằng gì? Số lượng phần tử của cái thằng mảng này, đúng không? Thì ở đây là chính là N. À, nó chính là N ha. Và cái thằng N này á là khi mà gì? Khi mà ở đây khi mà người dùng nhập cái số lượng phần tử vô. À, nhập số lượng phần tử vô thì sao? Thì cái giá trị của thằng N này nó thay đổi. À, giá trị của thằng N này nó thay đổi, thế nên ở đây mình sẽ có thêm dấu vàng. À. Đấy ha, mình sẽ có thêm cái dấu vàng ở đây. Các bạn ha. Đó. Rồi, sau đó thì mình sẽ làm cái gì? À, sau đó là mình sẽ làm cái gì bây giờ? Bây giờ mình sẽ tiếp theo ha, mình sẽ tiếp theo là mình sẽ bắt đầu là mình nhập gì? Số lượng phần tử thôi. À, mình nhập số lượng phần tử vô trong cái gì? Danh sách này. À, vậy thì ở đây mình sẽ bắt đầu là mình sẽ prenet ha, mình sẽ cho người dùng nhập gì? Nhập N. À, cho người dùng nhập N. À. Đấy, cho người dùng nhập N ha, và mình sẽ scan F ha. Rồi, phần trăm D và N. Đấy ha, phần trăm D và N. À. Rồi ok. Rồi sau khi mà mình đã có số lượng phần tử của cái thằng mạng SV này rồi, à, của cái mạng SV này rồi thì mình bắt đầu là mình gì? Mình nhập từng phần tử ở trong cái mảng thôi. À, mình nhập từng phần tử ở trong cái mảng thôi. Rồi, vậy thì ở đây mình sẽ sử dụng cái gì? Đối với mà mảng một chiều mình nhập từng phần tử trong danh sách thì mình sử dụng vòng for thôi các bạn. À, sử dụng vòng for ha. Và for của mình nó chạy từ 0. À, bé hơn gì? Bé hơn n và y cộng cộng. Đúng không? Ha, và y cộng cộng ha. Rồi, thì ở đây nó có một cái đặc điểm là như thế này nè các bạn. Đặc điểm như thế này ha. Có nghĩa là gì? Cái tên sinh viên của mình á, à, cái tên sinh viên của mình á, nó là cái gì? Nó là kiểu chuỗi, đúng không? À, nó là kiểu chuỗi. Thì thông thường mình sẽ sử dụng là get để mình gì? Để mình nhập cái chuỗi của mình ha. Nhưng mà ở trên này khi mà mình nhập N á thì cái này nó là một số nguyên ha. Và gì? Và ở trong này nó là gì? Một cái kiểu chuỗi, có nghĩa là mình đang hỗn hợp giữa gì? Giữa những cái kiểu dữ liệu với nhau. Mình nhập hỗn hợp tất cả các kiểu dữ liệu. À, thế nên là gì? Thế nên là nó sẽ xảy ra một cái hiện tượng xảy ra một cái hiện trạng, đó là gì? Đó là khi mà mình nhập cái thằng số, à, mình đang nhập thằng số này và cái thằng tiếp theo mình sẽ nhập thằng chữ á, thì nó sẽ gì? Nó sẽ lưu kết cái thằng enter. À, cái phím enter của mình á, và nó sẽ tưởng là cái thằng enter đó là gì? Đó là một cái chuỗi. Thế nên ở đây trước khi mà mình nhập giá trị nào mà có một cái chuỗi á thì mình sẽ sử dụng một cái được gọi là fluid extending. Để mình xóa cái gì các bạn? Mình xóa cái thằng giá trị, à, cái thằng enter, à, để cho nó khỏi nhận nhầm. À, để cho nó khỏi nhận nhầm. Thế nên ở đây mình sẽ đặt một cái thằng fluid extending này. À, fluid extending này nha. Và sau đó là mình sẽ gì? Mình sẽ nhập như bình thường. À, mình nhập như bình thường ha. Rồi ở đây mình sẽ nhập cái gì các bạn? Mình sẽ nhập tên sinh viên ha. Nhập tên sinh viên. À, nhập tên sinh viên ha. Rồi, thì nhập tên chuỗi thì mình sẽ dùng get, à, get, và mình truyền vô cái gì các bạn? Bây giờ mình sẽ nhập
tên sinh viên, thì ở đây mình sẽ nhập từng vị trí ở trong mảng, đúng không ha, từng vị trí ở trong mảng ha. Vậy thì ở đây từng vị trí ở trong mảng thì bình thường á, là mình sẽ là gì, bình thường á các bạn nhập á, các bạn sẽ là gì, AI đúng không ha, AI đúng không. Vậy thì ở đây mình nhập cái, nhập từng phần tử ở trong mảng SV thì ở đây nó sẽ là gì, SVI à, nó sẽ là SVI à, và gì, và cái thằng tên sinh viên này nó chính là gì, giá trị của gì, của cái thằng sinh viên này, đúng không, giá trị của thằng sinh viên này. Vậy thì mình đã biết được là gì, ở vị trí Y nó có một cái thằng sinh viên rồi, và bây giờ mình còn phải trỏ tới cái gì, trỏ tới cái tên sinh viên để mình gì, để mình lưu cái giá trị tên sinh viên mà người dùng nhập, đúng không. Vậy thì ở đây mình sẽ chính là gì, tên sinh viên à, mình sẽ chấm tên sinh viên ha các bạn ha, tên SV Bitcoin này đấy ha, mình sẽ chấm tên SV à, tên sinh viên à, đó là lý do tại sao ở đây mình sẽ là gì, SVI chấm tên sinh viên à, chấm tên sinh viên à, rồi ok. Và tương tự ha, tương tự ha, mình sẽ gì, mình sẽ nhập cái gì các bạn, mình sẽ nhập điểm đúng không à, nhập điểm trung bình ha, nhập điểm trung bình. Rồi nhập điểm trung bình thì mình thường, bình thường thì mình sử dụng scanf thôi ha, sử dụng scanf, và ở đây nó kiểu float đúng không các bạn ha, điểm trung bình của mình kiểu float này, thế nên ở đây là gì, nói gì, phần trăm f, và ở đây mình sẽ là gì, và gì, và cái thằng SVI đúng không, chấm gì, chấm điểm trung bình à, ha, chấm điểm trung bình à, có nghĩa là gì, mình sẽ lưu cái giá trị điểm trung bình cho cái thằng gì, cho cái thằng sinh viên vị trí thứ y trong mạng SV à, vị trí thứ y trong mạng SV à, thế nên là ở đây mình sẽ là gì, scan f như thế này đấy ha. Đấy thì tới đây rồi thì mình đã sao, mình đã xong cái thằng hàm nhập rồi các bạn à, mình đã xong cái thằng hàm nhập rồi. Đấy, thế nên ở đây mình chỉ còn là gì, mình chỉ gọi cái hàm nhập nó ra, và mình ở đây các bạn sẽ thấy là cái hàm nhập của mình phải còn truyền vô hai cái tham số, thứ nhất là gì, một cái mảng ha, một cái mảng sinh viên, và cái thứ hai là thằng n. Vậy thì ở đây mình đã khai báo sẵn rồi nè, mảng sinh viên đây và thằng n ở đây, thì ở đây mình chỉ còn là gì, gọi vô cho nó chính xác thôi. À, gọi vô cho nó chính xác thì lúc này mình đã hoàn thành xong cái việc là mình nhập một cái danh sách sinh viên à, vô trong cái mạng một chiều à, nha, nhập một cái danh sách sinh viên vô trong một cái mạng một chiều. Rồi vậy thì bây giờ tương tự mình sẽ gì, mình sẽ sử dụng cái gì, mình sẽ sử dụng tiếp tục, mình sẽ tạo ra cái hàm số ha, mình sẽ tạo ra hàm số. Vậy thì bây giờ mình xuất ở đâu nè, mình xuất cái gì, có phải là mình sẽ xuất cái danh sách sinh viên đúng không. Vậy thì ở đây mình sẽ gọi là sinh viên đấy ha, một cái mảng sinh viên, và mình sẽ truyền vô số lượng phần tử ha mà mình còn xuất ở đây, nó chính là thằng n đấy ha, nó chính là cái thằng n nha. Rồi sau đó là gì, mình sẽ sử dụng vòng for thôi, ở trên hàm nhập sử dụng vòng for để nhập danh sách, thì ở dưới hàm xuất thì mình cũng sử dụng vòng for để gì, mình xuất ra thông tin ha. Và ở đây cũng tương tự ha, hàm for của mình nó cũng chạy từ y từ không, y bé hơn n và y cộng cộng ha, đấy y cộng cộng ha, mình duyệt đây, mình duyệt cái gì, danh sách SV này mà à, thế nên là mình sẽ cho vòng for chạy bắt đầu từ 0 đến bé hơn n à, bé hơn n à. Và ở đây mình chỉ còn là gì, mình in ra thôi các bạn ha, mình in ra cái gì, những cái thông tin mà mình cần thiết à, những thông tin mình cần thiết. Rồi ở đây mình nhập vô hai cái, thứ nhất là cái gì, là tên sinh viên, cái thứ hai là gì, điểm trung bình đúng không. Ok vậy thì ở đây mình sẽ in ra đầu tiên là cái thằng tên sinh viên trước đi đấy ha, tên sinh viên thì ở đây là nó kiểu tra, thì ở đây mình sẽ là phần trăm s thôi à, phần trăm s. Và mình sẽ in ra cái gì các bạn, mình sẽ in ra cái thằng sinh viên ở vị trí thứ y trong mạng SV, và mình chấm cái gì, tên sinh viên đúng không, mình lấy thông tin tên sinh viên ra để mình in ra mà à, để mình in ra mà, cho nên là ở đây nó chỉ là gì, chấm tên sinh viên à. Và cái thứ hai mà mình in ra được nó chính là gì, điểm trung bình đúng không, điểm trung bình thì nó là kiểu float, thì ở đây mình sẽ là gì, phần trăm f à, phần trăm f ha. Và ở đây nó sẽ là gì, SVI chấm gì, điểm trung bình à, SVI chấm điểm trung bình đấy ha. Mình đã nhập, mình nhập vô hai cái thông tin là gì, nhập tên và nhập điểm trung bình, thì ở đây mình sẽ gì, mình sẽ là tên sinh viên và điểm trung bình, mình in ra được ha. Nhưng mà các bạn lưu ý ở trong này à, bài này nó kêu là gì, mặc dù là mình nhập có họ tên và điểm thôi, nhưng mà khi mà mình xuất ra, mình phải xuất ra cái gì, mình phải xuất ra tên, mình xuất ra điểm và học lực nữa các bạn, học lực nữa nha, mình chưa có tính cái vụ sắp xếp nha, nhưng mà phải in ra được cái học lực nữa, và học lực nó nằm ở trong cái thằng này đúng không ha, nó sẽ là gì, nó sẽ ở trong cái đống này nè các bạn ha. Biết rằng nếu như mà cái điểm mà nó lớn hơn bằng 9 thì nó là xuất sắc này, lớn hơn bằng 8 nó là giỏi, rồi 6,5, rồi 5, rồi bé hơn 5,
đúng không? Vậy thì ở đây, vậy thì ở đây này, khi mà mình đã xuất ra được cái tên sinh viên và điểm trung bình rồi, đúng không? Bây giờ mình chỉ còn một cái nữa, đó là gì? Học lực dựa trên gì? Dựa trên điểm trung bình nữa thôi. Ha, học lực dựa trên điểm trung bình nữa thôi. Vậy thì ở đây mình cắt ra luôn nha. Mình cắt ra luôn. Và ở đây mình sẽ ghi là chữ rồi, mình cắt ra như vậy luôn đi ha. Rồi. Ở dưới này mình sẽ tính xong. Này. Rồi, vậy thì ở đây sau khi mà gì? Sau khi mà mình in ra được thông tin tên và điểm trung bình rồi thì mình sẽ cần làm một cái điều kiện ở đây nữa, đó là gì? Mình sẽ if ngay trong cái phòng for này để mình gì? Để mình dựa vào cái điểm trung bình của thằng sinh viên đó mà mình xuất ra được học lực của thằng sinh viên đó luôn. Ở đây luôn ha. À, đây, mình chỉ còn là gì các bạn? Mình if ở đây này. If cái gì? If nếu như cái gì? Nếu như mà cái thằng SVI của mình á mà chấm điểm trung bình, chấm điểm trung bình mà nó lớn hơn hoặc bằng 9.0. Đấy ha, 9.0. Đúng không các bạn? Đây, nó lớn hơn hoặc bằng 9.0 thì mình nó sẽ là gì? Học lực xuất sắc. À, nó là học lực xuất sắc. Vậy thì ở đây mình sẽ cần in ra là gì? In ra thêm, đúng không? Ở đây là mình đã in ra được gì? Tên sinh viên và điểm trung bình rồi, thì ở dưới này mình in ra cái gì? Học lực nữa thôi. À, vậy mình sẽ ghi là gì? Học lực xuất sắc. À, học lực xuất sắc. Rồi, sẽ n nha. Đấy, học lực xuất sắc thôi, đúng không? Đấy, mình chỉ gì? Mình in ra thêm cái này dựa vào cái điểm trung bình của mình. À, và tương tự như cái thằng kia thì mình sẽ là else if. If cái gì? Nếu như mà nó lớn hơn hoặc bằng 8 thì nó là học lực giỏi. Vậy thì ở đây mình sẽ if cái gì? If SVI chấm gì? Điểm trung bình. À, mà nó lớn hơn hoặc bằng 8.0. Và cái gì các bạn? Và SVI của mình chấm điểm trung bình, nó phải gì? Bé hơn 9.0. Đúng các bạn? Đúng không? Đúng không ạ? À? Lớn hơn 8 nhưng mà ở đây nó, nếu như mà nó gì? Nó bằng 9.0 thì nó là xuất sắc rồi. Thế nên ở đây mình phải kết hợp thêm một cái điều kiện nữa là gì? Nó vừa lớn hơn hoặc bằng 8 và vừa bé hơn 9.0. Đúng không? Thì gì? Nó mới là gì? Học sinh giỏi. À, học lực giỏi. Các bạn ha. Đấy ha, các bạn lưu ý ở đây nha. Mình phải có thêm cái này nữa nha. À, mình phải có cái thêm cái này nữa. Nếu như mà các bạn không có thêm cái này nữa thì khi mà mình nhập cái gì? Mình nhập 9.0, đúng không? Mình nhập 9.0 thì sao? Thì nó sẽ có một số cái trường hợp là sao? Nó sẽ gì? Nó sẽ chạy luôn ở dưới này luôn. À, thế nên là ở đây mình bắt cho nó chắc. À, mình bắt cho nó chắc nha, mình bắt cho nó chắc là mình bé hơn 9 luôn. À, bé hơn 9 luôn, bắt cho nó chắc nha. Rồi, và tiếp theo cũng tương tự với những cái thằng còn lại ha. Tương tự với thằng còn lại thì ở đây mình sẽ có cái gì? Mình sẽ có là trên 6.5 thì học lực khá. Rồi ok, ở đây mình copy nha. Đấy, mình copy mình bỏ xuống đây nha. Đấy. Lớn hơn 6.5 đúng không? Vậy thì ở đây nó chính là gì? Nó chính là 6.5 này. Và sao nó phải bé hơn cái gì các bạn? Nó phải bé hơn 8. Đúng không? Nó bé hơn cái thằng giỏi chứ, đúng không? Đấy, bé hơn 8 ha. Và mình sẽ in ra là gì? Học lực khá. À, học lực khá nha, yeah, học lực khá. Đấy, ha. Và tương tự cũng vậy luôn ha. L if cái gì? 6.5 rồi đúng không? Vậy thì bây giờ mình sẽ còn là gì? Trên 5 chấm. À, trên 5 chấm thì nó sẽ là gì? Học lực trung bình. Ok. Vậy thì ở đây là gì? 5 chấm ha, 5 chấm và nó phải bé hơn cái gì các bạn? Bé hơn 6.5. À, thì nó sẽ là gì? Học lực trung bình ha, Renep. Học lực trung bình. Đấy ha, đấy, học lực trung bình. Và cái cuối cùng mình LF luôn. À, LF. Nếu như cái gì? Nếu như mà cái thằng này nó sao? Nó bé hơn 5 thì nó sẽ là gì? Học lực yếu. Vậy thì ở đây mình chỉ cần là gì? Mình chỉ cần là SV của mình mà sao? Y chấm gì? Điểm trung bình mà nó gì? Nó bé hơn 5.0 thì sao? Thì nó sẽ là gì? Học lực yếu ha. Học lực yếu. Rồi, học lực yếu. Đấy ha, đấy, mình sẽ if em như thế này là xong. À, thì khi mà tí nữa mà mình in ra thì nó sẽ sao? Nó sẽ dựa vào cái điểm trung bình của mình và nó xét ở những cái điều kiện ở dưới đây để cho gì? Để nó in ra luôn được cái học lực. Đây ha. Đây, mình chỉ còn là gì? Gọi cái thằng xuất, đúng không? Và mình truyền vô thằng SV và thằng N thôi. À, SV và thằng N thôi. Rồi, bây giờ mình sẽ chạy thử này. À, ở đây các bạn phải xét N nha, chứ nếu không là nó sao? Nó không có xuống hàng ấy. À, nó không có xuống hàng nha. Rồi, ok, chạy thử này. Rồi, ví dụ như ở đây mình nhập 3, có nghĩa là mình nhập gì? 3 cái thằng sinh viên vô. Rồi, ví dụ như ở đây mình nhập tên là Văn A.
điểm của nó ví dụ như là 9.5 đi. Rồi thằng phân B điểm của nó là 6.0. Thằng phân C điểm của nó là 3.5. Enter một phát thì các bạn sẽ thấy ngay lập tức ở đây là nó sẽ in ra gì? Thằng phân A 9.5 này, và kèm theo đó là gì? Học lực của nó là gì? Xuất sắc. À, thằng này 6 điểm đúng không? Thằng B này 6 điểm, nó sẽ là gì? Học lực trung bình. Và thằng C này nó 3.5, nó sẽ là gì? Học lực yếu. À, các bạn ha, đấy, nó sẽ gì? Nó sẽ in ra luôn, nó sẽ in ra luôn cái học lực cho mình luôn. À, thông qua cái gì? Thông qua cái điều kiện FL ở trong cái hàm xuất của mình. Đấy ha, thông qua cái thằng FL ở trong cái hàm xuất của mình. Đấy, nha. Đấy, đó là cái phần xuất đầu tiên. Và bây giờ nó bảo là kia, nó bảo là gì? Bây giờ mình phải sắp xếp theo thứ tự điểm của thằng này nè. Nó phải gì? Nó phải giảm dần. À, nó phải giảm dần. Vậy thì gì? Vậy thì mình sẽ ứng dụng vô cái thằng gì? Cái thằng sắp xếp. Đúng không? Ha, mình ứng dụng vô cái thằng sắp xếp. Thì cái việc mà sắp xếp một cái mảng á, mình cũng đã nói rồi. Đúng không? Mình cũng đã nói rất là nhiều lần về cái vụ mảng này rồi. À, thế nên là các bạn, nếu như các bạn không nhớ thì các bạn có thể xem lại. Ha. Còn ở đây mình sẽ là gì? Mình sẽ hướng dẫn nhanh cho các bạn luôn. À, ở đây mình sẽ viết ra một cái hàm, để mình sắp xếp. À, mình viết ra một cái hàm mình sắp xếp nha. Bây giờ mình sẽ sắp xếp cái gì? Mình sẽ sắp xếp cái mảng sinh viên, đúng không? Vậy thì ở đây mình sẽ gọi cái thằng sinh viên. Đấy, gọi cái thằng sinh viên, và mình sẽ có giá trị số lượng phần tử của cái mảng đó. Rồi, vậy thì ở đây mình sẽ sử dụng hai vòng for nó lồng với nhau. À, hai vòng for nó lồng với nhau, đúng không? Nó sẽ là gì? In y bằng 0 nè. Y bé hơn gì? N trừ 1. Rồi y cộng cộng, đúng không? Đấy, cái vòng for này với hai cái vòng for này nè là mình đã nói rất là nhiều lần rồi. À, mình đã nói rất là nhiều lần tại sao mình lại có cái vòng for này rồi. À, mình lại có cái vòng for này rồi, đúng không? Đấy, các bạn có thể xem lại những cái video mà mình nói về cái thằng vòng for này. À, rất là nhiều lần rồi, mình cũng đã mô tả rất là chi tiết ở cái vòng for này rồi. Đấy ha. Đấy, các bạn có thể xem lại nha. Rồi, ở đây nó có một cái nó bảo là gì? Bây giờ mình sẽ sắp xếp cái gì? Mình sẽ sắp xếp thứ tự theo cái điểm giảm dần, có nghĩa là gì? Mình phải lấy cái điểm trung bình ra để mình gì? Để mình sắp xếp, đúng không? Vậy thì ở đây mình sẽ có một cái điều kiện ở đây, thì để cái thủ toán sắp xếp nó là gì? Mình sẽ sử dụng vòng for phải kết hợp với gì? Kết hợp với cái việc là mình swap, cái việc mà hoán vị á, đổi chỗ cho nhau để mình gì? Để mình có thể là mình đổi chỗ vị trí, mình đổi chỗ vị trí cho nó. Vậy thì ở đây mình chỉ cần là if ở đây này các bạn, if cái gì? Mình sẽ lấy điểm trung bình của cái thằng sinh viên ở vị trí thứ Y và điểm trung bình sinh viên của thằng vị trí thứ Z ra để mình so sánh thôi. Đấy ha. Vậy thì ở đây nó sẽ là gì? Nếu như mà SVI chấm điểm trung bình, chấm điểm trung bình ha, mà sao? Mà nó bé hơn cái thằng SVZ, chấm gì? Chấm điểm trung bình. Thì sao? Mình sẽ hoán vị hai cái thằng sinh viên. Hoán vị hai cái thằng sinh viên đó, đúng không? Vậy thì để mà mình hoán vị thì mình sẽ tạo ra gì? Một cái thằng tạm, đúng không? Một cái thằng tạm ha. Vậy thì ở đây mình sẽ tạo ra một cái thằng sinh viên, mình đặt tên cho nó là tạm, đúng không? Và cái thằng tạm này nó sẽ bằng cái gì? Nó chính bằng cái thông tin sinh viên của thằng SVI, đúng không? Có nghĩa là gì? Mình sẽ lấy cái điểm trung bình ra mình so sánh, nhưng mà mình đổi chỗ thì mình đổi chỗ gì? Cả thằng sinh viên luôn. Cả thằng sinh viên luôn. Thế nên ở đây mình chỉ còn là gì? SVI thôi. Chứ không phải là SVI chấm điểm trung bình nha các bạn ha. Mình đổi chỗ là đổi chỗ nguyên cả cái thằng sinh viên mà, chứ không phải là mình đổi chỗ gì, đổi chỗ cái điểm trung bình không. Thế nên ở đây mình chỉ gọi là gì? SVI thôi. Và sau đó là gì? Sau đó là mình sẽ sao? Mình sẽ gọi cái thằng SVI bằng SVG, có nghĩa là gì? Lấy giá trị của thằng Z này gán cho thằng Y. Và cuối cùng là gì? SVG, SVG ha, SVG bằng tạm, đúng không? Đấy, các bạn sẽ thấy là cái gì? Cái việc sắp xếp này nó y chang như cái thằng mã một chiều luôn. Không khác, không khác cái mã một chiều đó các bạn ha, y chang luôn. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là mình sẽ gì? Mình tạo ra một cái biến tạm, sau đó là mình gán giá trị của thằng thứ nhất cho cái thằng biến tạm, rồi mình gán giá trị thứ hai, số thứ hai cho cái gì? Cho cái thằng thứ nhất, rồi mình gán cái gì? Biến tạm cho cái thằng thứ hai, là mình sẽ hoán vị xong hai cái thằng đó. Mình sẽ hoán vị xong hai thằng đó. Thế nên ở đây mình sẽ hoàn thành xong cái việc là gì? Mình sắp xếp sinh viên. Mình sẽ hoàn thành xong cái việc sắp xếp sinh viên nha. Rồi, vậy thì ở đây sau khi sắp xếp sinh viên xong á, thì mình chỉ cần là gì? Gọi cái hàm sắp xếp ra thôi, đúng không? Ở đây mình printf ha, để mình phân biệt giữa hai cái nha. Rồi, phân biệt giữa hai cái.
Rồi mình chỉ còn là gọi cái hàm sắp xếp ra và mình truyền vô cái thằng SV và thằng N. Sau khi sắp xếp xong thì sao? Mình phải xuất ra lại cái danh sách để cho người dùng thấy chứ, đúng không? Vậy thì ở đây mình sẽ gọi thêm cái hàm xuất nữa. À, mình sẽ gọi thêm cái hàm xuất nữa ha. Đấy. Ha, đấy, nó chỉ có như vậy thôi các bạn ha. Rồi, bây giờ mình chạy thử nè cho các bạn xem nha. Rồi, ở đây mình nhập bài. Đấy ha, nhập bài ha. Rồi mình nhập cái thằng này là văn A này. Nó được nhiều 7 điểm. À, nó được 7 điểm nha. Rồi cái thằng văn B nó được là 9 điểm, à, và cái thằng văn C nó sẽ được 5 điểm. Enter một phát. Thì các bạn sẽ thấy là cái danh sách đầu tiên nó chính là danh sách gì? Danh sách mà mình nhập ở trên này, đúng không? Đây, văn A 7 điểm này, văn A 7 điểm nó là khá nè, văn B 9 điểm nó là xuất sắc nè, và văn C 5 điểm trên là trung bình. Và cái danh sách này chính là danh sách mà nó đã được gì? Sắp xếp lại theo thứ tự giảm dần của điểm trung bình. À, sắp xếp lại theo cái thứ tự giảm dần của cái điểm trung bình ở đây. À, các bạn ha, và nó in ra được cái học lực của những cái thằng này luôn. À, học lực của những thằng này luôn. Đấy, đó là cái bài gì? Đó là cái bài assignment số 8. À, là bài assignment số 8 của mình, nó chỉ có nhiêu đó thôi các bạn ha. Rồi, vậy thì có bạn nào có câu hỏi gì không nè? Ừ. Có bạn nào có câu hỏi gì không? Ừ, sao các bạn này có câu hỏi gì về cái thằng bài này nữa không? À, nên tách hàm kiểm tra học lực hay là dùng chung với hàm xuất? Tách cái hàm này á hả? Mình tách cái hàm này á hả? À, mình không có cần thiết đâu, mình ở trong cái hàm xuất luôn đi. À, mình ở trong cái hàm xuất luôn. À, mình tách cái hàm á để nó mất công lắm. Có nghĩa là mình phải return về cái gì? Mình phải return về cái thằng a, có nghĩa là sử dụng void, đúng không? Sử dụng void thì nó cũng vậy à. À, thế nên là thôi để vô trong cái hàm xuất này cũng được rồi. À, sử dụng void á, thì hai cái hàm xuất với là cái hàm kiểm tra nó cũng là kiểu void thôi. Còn nếu như mà mình return về cái chuỗi á, thì chi cho nó mất công. À, chi cho nó mất công đúng không? À, không cần thiết lắm nha. Mình bỏ vô trong này luôn là được rồi. Chỉ tìm kiếm luôn hả? À, sợ thi có tìm kiếm hả? Sợ thi có tìm kiếm đúng không? Ok rồi, vậy thì ở đây mình sẽ chỉ luôn cho các bạn là tìm kiếm sinh viên trong cái gì, trong cái danh sách của mình luôn. À, mình tìm kiếm sinh viên ở trong cái danh sách của mình luôn rồi. Ok, vậy thì bây giờ mình tìm kiếm sinh viên đúng không? Có nghĩa là mình sẽ từ từ đã, gì đây? Cái điểm trung bình là sao vậy thầy? Chưa biết struct là gì. Hướng dẫn nhanh lại. Sắp xếp và tìm kiếm. Sắp xếp tìm kiếm biết rồi. À, sắp xếp tìm kiếm biết rồi. Nhưng mà struct thì không biết gì hết hả Nga? Hay vậy? Hay dạ vâng thầy. Tại em chỉ có học cái mạng thôi thầy. Em học mạng một chiều, mạng hai chiều. Em học sâu luôn ạ. Còn cái struct em không có học. À ok. Thì thực chất cái thằng struct nó chính là một cái kiểu dữ liệu mà mình tạo ra thôi. À, struct nó chính là một cái kiểu dữ liệu mà mình tạo ra. Ở đây ví dụ như ở đây mình tạo ra một thằng sinh viên nha, mình tạo ra một thằng sinh viên và mình truyền những cái giá trị mà mình cần, à, mình cần cho cái thằng sinh viên này. Ví dụ như đề bài nó kêu là có tên nè với lại điểm trung bình, thì mình sẽ tạo ra thôi. Mình ở trong cái thằng struct này, trong cái thằng sinh viên này, nó sẽ có những cái giá trị ở đây. À, nó có những cái giá trị ở đây nè các bạn. À, nó có những cái giá trị ở đây. Vậy thì ở đây thì các bạn cứ nghĩ là cái thằng này nè nó chỉ là gì, một cái biến bình thường thôi các bạn. À, một cái biến như bình thường, à, như bình thường, và các bạn áp dụng vô cái bài này giống như là một bài mã một chiều vậy đó. À, thì ở đây thì thay vì là gì, thay vì là các bạn sử dụng một cái mảng in A đúng không, à, một cái mảng một chiều rồi các bạn ghi in A, thì thay vì là in A thì ở đây là sẽ là gì, sinh viên SV, à, hoặc là sinh viên A gì đó cũng được nha. À, và ở trong này nó có một cái điều đặc biệt, đó là gì, đó là một ở trong cái mảng một chiều ấy, mảng một chiều thì mình chỉ gì, mình chỉ lấy được, mình nhập ha, mình nhập và mình lấy được cái giá trị á ở một cái vị trí á, thì nó chỉ có một cái giá trị duy nhất thôi đúng không. Ví dụ như là in A mình lấy cái giá trị ở vị trí thứ hai, vị trí thứ ba gì đó đúng không, thì lúc đó là mình chỉ lấy được có một cái giá trị duy nhất này. À, một cái giá trị duy nhất thôi. À, nhưng mà khi mà mình vậy khai báo bằng cái kiểu dữ liệu mà mình tự tạo này, là cái thằng struct này nè, là cái thằng sinh viên. À,
là cái thằng sinh viên thì sao, thì khi mà mình nhập vô hoặc là gì mình lấy ra thì sao, mình chỉ cần là gì, mình chỉ cần là gọi cái thằng sinh viên ở vị trí thứ đó ha, giống như là gì, gọi cái gì, gọi cái thằng gì, thằng phần tử thứ thứ y ở trong cái mạng A vậy đó ha. Nhưng mà ở đây mình sẽ gì, chấm được cái gì, chấm được cái gì, cái giá trị ở đây ha, mình chấm được cái giá trị mà mình khai báo ở trong cái thằng struct này. Đấy, ha, mình chấm được cái giá trị ở trong cái thằng struct này thôi. Đấy, nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Có nghĩa là gì, có nghĩa là mình chỉ cần là gì, mình chỉ cần nói về cái thằng gì, mình chỉ cần là gì, gọi cái thằng đó ra và mình muốn lấy cái thông tin nào ở trong cái thằng đó, hoặc là mình muốn nhập cái thông tin cho cái thằng nào ở trong cái thằng struct, thì mình chỉ cần là chấm cái tên của thằng đó ra thôi. À, chấm cái tên của thằng đó ra thôi ha. Đấy, đấy, cái thằng struct thì nó chỉ đơn giản như vậy thôi các bạn nha. À, nó không có phức tạp đâu nha. À, khi mà các bạn ví dụ như nghe này, nghe mà học sâu về cái thằng mạng một chiều, mạng hai chiều thì nó chỉ khác là khác cái gì? Khác là cái việc là mình chấm cái gì? Chấm cái tên thôi. À, mình chấm cái tên ở trong cái thằng struct này thôi, chứ còn lại là sao? Nó vẫn y chang. À, nó vẫn y chang ha. Dạ rồi, em cảm ơn thầy ạ. Ừ. Rồi, sao? Có bạn nào vụ gì? Vụ gì ạ? Ai ai giơ tay ạ? Thầy ơi. Cái chỗ mà cái chỗ mà lót điểm trung bình nó tại sao mà nó in được ký tự luôn vậy? Là sao? In được ký tự là sao? Cái chỗ điểm trung bình kìa thầy, cái chơi là tại sao mình nó nên được cả học lực xuất sắc, học lực ấy vậy? Tại thì ở dưới này nè. Ở dưới này nè. Không, ý em hỏi á, để cái nó mình lót á là cái kiểu điểm trung bình là mình lót đúng không? Là nó là cái số, nhưng mà tại sao là nó lại dính cái tự ký tự ở trong luôn vậy thầy? Dính cái từ hồi nào, nó vẫn là ra số bình thường mà. Gì vậy? Cái tên sinh viên đó là thầy gán cho nó kiểu cái từ mà. Thì nó phải xuất ra cái từ chứ. Đây, mình nhập một thằng đi. Mình nhập một thằng thôi, nhập ba thằng mệt quá nè. Đây, nhập văn A đúng không? Ủa? À, nhập N. Trời ơi. Khổ ghê á. Nhập lại. Mình nhập sai các bạn. Nhập N bằng 1 trước đã. Nhập bằng 1 nè. Nhập văn A. Đúng không? 9.5, enter. Sao? Để văn A nó là cái gì? Văn A nó chính là cái thằng phần trăm F này. Điểm trung bình nó là phần trăm F này. Còn cái thằng học lực xuất sắc này là gì? Cái này là mình làm theo cái kiểu gì các bạn? Có nghĩa là nó in ra cái thằng này rồi đúng không? Nó in ra tới cái thằng này nè. À, nó in ra tới cái thằng này rồi. Thì gì? Thì khi mà nó kiểm tra cái thằng học lực đó, mà nó nằm ở đâu thì sao? Nó in ra tiếp thôi. Có nghĩa là gì? Mình lợi dụng cái gì các bạn? Lợi dụng cái thằng printf mà nó gì? Nó tạo ra chùm một dòng á các bạn, hiểu không? Trên một dòng mình in ra gì, giá trị ở trên một dòng nè. Sau đó là gì? Sau đó sau khi mà nó in ra được học lực rồi thì mình sao? Mình mới sẽ n. À, mình mới sẽ n thôi. Đây, nó chỉ như vậy thôi. À, chứ đâu có gì đâu Vũ. Hiểu không ạ? Hiểu không? Dạ hiểu rồi, tại vì em làm theo kiểu mà em làm thêm cái một hàm void để cho cái học lực đó, để em string copy vào á, bởi vì em tưởng là, tại vì em tưởng lúc đầu á là cái điểm trung bình này nè đâu có dính chỗ ký tự được đâu, cái em mới làm thêm một cái hàm là hàm học lực để em string copy ra thêm đó thầy. Dạ, làm chi mà nó phức tạp vậy, đâu có cần phải string copy được gì các kiểu đâu. À, copy nguyên cái đống này đúng không? Copy nguyên dạ. Cái đống này đúng không, rồi bỏ vô đúng không? Dạ đúng rồi. Vậy? Dạ, có nghĩa là em học tạo thêm có một hợp lực á, em ép mỗi lần mà điểm trung bình nó giống như gì nè, thì em chuyên copy của cái chỗ học lực xuất sắc này nè cho cái thằng học lực á, để nó in vô tiếp theo luôn á. Dạ là ở trên lớp là Vũ không có nghe mình giảng đúng không? Đâu nghe mình giảng đâu đúng không? Ở trên lớp mình có nói cái vụ này luôn rồi á, mình có demo cái vụ này mình in ra luôn rồi á. Mà tự nhiên xài string copy để làm gì? Đúng không? Rồi, gì đây? Gì nhiều vậy? Cái gì đây? À, mình sẽ không nói về cái con trò địa chỉ nha Tuấn Anh ha. Thô mình chỉ dừng lại tới cái thằng assignment thôi. Còn nếu muốn tìm hiểu thêm thì có thể tìm hiểu thêm nha Tuấn Anh. Nha. Nó riêng khác nhau. À, nó riêng khác nhau. Ok. Tính ra easy. Đúng rồi, easy mà. Gì đây, xuất ra kế bên chữ. Ok. Bài này làm thêm thay thế gì? Bài này mình làm thêm thay thế sinh viên được không? Thay thế sinh viên được không là sao thầy Tuấn Anh?
Có nghĩa là sao? Có nghĩa là tại vị trí đó mình thêm mình thay thế một cái thằng sinh viên khác đúng không? À, làm thêm ý khác à? Làm thêm ý khác và làm thêm gì đúng không chèn á hả? Chèn vào đúng không? Đổi sinh viên cũ thành sinh viên mới hả? Thực chất là mình không có preplay đâu các bạn. Có nghĩa là nếu như mà mình tính thực tế thì mình không có chỉnh sửa thông tin sinh viên nha. Ok, nếu như mà làm được thì làm thôi, dễ mà, đâu có khó gì đâu. Tạo ra cái gì mình tìm ra đúng cái thằng sinh viên đó, sau đó là gì mình gán lại giá trị thôi chứ có gì đâu. À, nhưng mà mình final mình không có tới cái bước đó đâu nha các bạn ha, mình tới cái bước nhập xuất rồi xong rồi tính cái gì đó hoặc là sắp xếp hay là in ra cái gì đó thôi. Nếu như mà làm thì cộng điểm sáng tạo thôi nha. Lúc thi phải làm được mấy bài, lúc thi làm được mấy bài là tùy các bạn. Tùy các bạn ha, mình có ba ba bài ha, mình sẽ có ba bài. Ngày mai các bạn sẽ biết ha, ngày mai mình sẽ có cái đề test cho final là các bạn sẽ biết à, là mình sẽ có ba bài và các bạn làm khoảng tầm trên trên 60 60% 70% là được rồi. À 60% 70% là ok rồi. Cái đó là với mình nha, còn giảng viên khác thì mình không biết. À tùy, tại vì là cái này là do giảng viên dạy các bạn á, là quy định ha, tùy tùy nha, dễ lắm ha, không khó nha. Rồi sẵn đây mình nói luôn cái thằng tìm kiếm cho các bạn nghe. Thực chất á, thực chất cái bài mà cái bài của Tuấn Anh mà kêu là gì, kêu là mình sao mình thay thế ha, mình thay thế một cái thằng sinh viên cũ thành sinh viên mới á, là Tuấn Anh đang làm tiếp ở trong cái phần tìm kiếm á. Thay vì là gì, thay vì là mình in ra đúng không, mình in ra cái thằng đó nha, mình in ra cái thằng đó thì sao, thì bây giờ mình chỉ cần là gì, mình chỉ cần là mình retain về cái vị trí của nó và mình thay thế cái giá trị thôi. À mình thay thế cái giá trị thôi ha. Đấy thì ở đây mình sẽ nói về cái thằng tìm kiếm thôi, còn các bạn muốn phát triển thêm hay là các bạn làm như thế nào thì các bạn làm. Cái thằng tìm kiếm này nó sẽ không có nằm ở trong cái thằng assignment ha. Ở đây mình chỉ nói cho các bạn biết được là cái cách mà mình gì mình tìm kiếm ở trong một cái thằng thì mình sẽ làm như thế nào thôi. À, mình sẽ làm như thế nào thôi. Thì ở đây này các bạn, ở đây các bạn sẽ thấy á, nó sẽ có một cái nó như thế này này đây ha. Đây tí nữa mình sẽ nói cho các bạn cái mà nó bất cập ở trong cái thằng tìm kiếm này, có nghĩa là không phải bất cập mà có nghĩa là gì, mình viết nó dài ra, mình viết nó dài ha, mình tách hàm ra nó nhỏ nữa thì gì, mình viết nó ngắn hơn nữa nha. Đây ha, mình sẽ tạo ra một cái hàm tìm kiếm ha, mình sẽ là void tìm kiếm thôi, có nghĩa tại vì là gì, mình sẽ xuất ra thông tin ngay ở trên cái thằng này luôn. À, cho đỡ mất công. À, mình xuất ra cái thông tin ngay ở trên thằng này luôn cho đỡ mất công ha. Nên ở đây mình sẽ là gì, mình gọi cái thằng sinh viên. À, đặt tên cho nó là SV và mình truyền vô là thằng N thôi. Đấy, và cũng như như ba cái thằng khác thôi, ở đây mình sẽ làm gộp luôn cái gì, cái việc là mình nhập cái thằng thằng sinh viên vô trong cái thằng tìm kiếm này luôn nha. À, đấy thì mình sẽ như thế này này, mình sẽ tạo ra một cái gì, ở đây mình sẽ tìm kiếm cái gì, bây giờ mình sẽ tìm kiếm tên đi. À, mình sẽ tìm kiếm tên ha, thường thường là nó sẽ tìm kiếm mã số sinh viên á, nhưng mà đây bài mình nó không có mã số sinh viên. À, thế nên là đây mình tìm kiếm tên đi, thế nên là đây mình sẽ tạo ra một cái gì, một cái biến nữa ha, và gọi cái biến này gọi là cái biến tìm kiếm. À, và mình đặt giá trị cho cái thằng này luôn. Đấy, và tại vì là ở đây là mình đang tìm kiếm tên nha, ở đây mình có 50 ký tự thành nên là mình gì, mình ở đây mình 50 ký tự luôn đi cho nó chắc nha. Rồi để cho nó chắc ăn nữa ha, để cho nó chắc ăn nữa thì mình ép nút editing luôn đi. À, chắc ăn để cho nó khỏi gì, khỏi khỏi bị trùng két trùng đồ gì đó thì mình gì, mình gọi cái thằng ép nút editing luôn. Rồi và sau đó là gì, mình sẽ nhập thôi. À, mình nhập gì, nhập tên sinh viên cần tìm ha, nhập tên sinh viên cần tìm. À, nhập tên sinh viên cần tìm và ở đây mình chỉ là gì, ghét gì, ghét cái thằng này các bạn, ghét cái thằng tìm kiếm của mình á đúng không. À, đấy. À, mình ghét cái thằng tìm kiếm đấy ha, mình ghét cái thằng tìm kiếm nha. Rồi ok,
Rồi vậy thì bây giờ mình sẽ như thế nào này, mình sẽ như thế nào đây, thì mình cứ sử dụng vòng for thôi, mình duyệt gì, mình duyệt hết cái danh sách của mình, mình duyệt hết cái danh sách của mình ha, thì cộng cộng đấy, duyệt hết cái danh sách của mình. Rồi ở đây á, mình tìm tên có nghĩa là gì, mình đụng đến cái việc là gì, đụng đến là mình so sánh chuỗi đúng không các bạn, đúng không, mình đụng đến cái việc là mình so sánh chuỗi. Thế nên ở đây mình đã học một cái thằng, một cái thư viện chuỗi, đó là gì, string chấm gì, string chấm h đúng không, include nè, string chấm h nha, đúng không, mình đã học về cái thằng so sánh chuỗi này rồi đúng không, string chấm h. Vậy thì ở đây mình sẽ là gì, mình sẽ if ha, if nếu như gì, mình sẽ sử dụng cái hàm gọi là string compare, có nghĩa là gì, strcmp á, string compare, mình sẽ so sánh hai cái chuỗi, so sánh hai cái chuỗi, thì so sánh cái chuỗi nào các bạn, so sánh cái đầu tiên nó chính là gì, chính là cái thằng tìm kiếm của mình này, cái thằng mà người dùng nhập vô để mình tìm kiếm á, và cái thằng thứ hai nó chính là gì các bạn, nó chính là cái thằng tên của thằng vị trí thứ y, cái thằng sinh viên vị trí thứ y, tên của thằng sinh viên của thằng vị trí thứ y, đúng không. Đây này, mình so sánh hai cái chuỗi này, nếu như mà hai cái chuỗi này mà nó trả về bằng không, có nghĩa là gì, có nghĩa là mình tìm thấy á, mình tìm thấy thì mình làm gì các bạn, tìm thấy mình sẽ sao, mình sẽ xuất ra như cái đống này đúng không, đây mình sẽ xuất ra như cái đống này nè, đấy bây giờ mình copy nha, copy cái đống này nè, mình bỏ xuống dưới này đúng không, đấy mình bỏ xuống dưới này, thì các bạn sẽ thấy á, nó có một cái bất cập này như thế này nè, đây rất là sao, rất là nhiều đúng không, code này với cái code này nó sao, nó trùng đúng không ạ, ha, code này với code này nó trùng với nhau đấy ha, code này với code này nó trùng với nhau. Vậy thì bây giờ á, các bạn có thể làm cách này cũng được luôn, đây bây giờ mình sẽ chạy trước đây, mình chạy trước cái thằng này đi cho các bạn xem. Rồi đó, mình chỉ cần là gì, nếu như mà nó trùng thì sao, nó bằng không thì sao, mình sẽ in ra thôi, mình sẽ in ra thôi nha. Rồi sau đó là mình gì, gọi cái thằng tìm kiếm đấy, đơn giản là mình chỉ gọi cái thằng gì, cái thằng tìm kiếm thôi. Ở đây mình sẽ n luôn đi ha, đấy mình gọi cái thằng tìm kiếm ra và mình cho nó là svn, đấy nó chỉ có như vậy thôi ha, và cái code của mình là nó dài như thế này nè các bạn, đấy nó dài như thế này nha. Rồi chạy nè, chạy cho các bạn xem. Đây mình nhập ba nè, mình nhập cái thằng này tên là Văn A, rồi nó là 9 điểm, rồi cái thằng này là Văn B, nó là 8 điểm, rồi một cái thằng nữa là nó cũng là thằng Văn A luôn, nó cũng là thằng Văn A luôn nhưng mà nó là 5 điểm. Đấy là nó sẽ ra cái đống này đúng không, đống này. Bây giờ mình nhập cái thằng Văn A, enter một phát thì các bạn sẽ thấy là nó ra được hai cái thằng, một cái thằng là xuất sắc và một thằng trung bình đúng không, 9 điểm với thằng 5 điểm đúng không, là có nghĩa là gì, cái code của mình vẫn đúng. Nhưng mà sao, bây giờ mình muốn là gì, mình muốn là cái thằng này nè nó sao, nó đừng có lặp lại đây đúng không, cái thằng này tìm kiếm mình cũng sử dụng cái đống code này y chang, rồi cái thằng trên này sao xuất ra mình cũng làm một cái điều rất là tương tự luôn đúng không, tương tự ha. Vậy thì ở đây mình sao, mình có thể gì, mình sẽ tách ra thành một cái hàm nữa, mình tách nhỏ cái hàm này ra nữa, đó là một cái hàm gọi là xuất một sinh viên, một cái hàm là xuất một sinh viên, và mình sẽ còn truyền vô trong này là một cái thằng sinh viên thôi, đặt tên cho nó là sv đấy, xuất một sinh viên nha, xuất một sinh viên nha. Rồi vậy thì cái thằng xuất một sinh viên này mình chỉ cần là gì, mình copy cái nóng này nè các bạn, copy cái nóng này nha, copy cái nóng này nè, mình bỏ lên trên này đấy ha, mình bỏ lên trên này nha, bỏ lên trên này nha. Rồi ok, rồi sau đó thì mình sẽ làm như thế nào, thì ở đây mình xuất một sinh viên thôi thì nó sẽ không liên quan tới cái mảng của mình, đúng không, một sinh viên mà, nó không liên quan tới cái mảng, nên là ở đây mình bỏ mấy thằng y này hết đi. Đấy ha, mình bỏ mấy cái thằng y này hết này các bạn. Tại vì gì, mình xuất thông tin của một sinh viên mà, xuất thông tin của một sinh viên thì mình gì, mình không có liên quan gì tới mảng đó, mình chỉ cần gọi thằng SV thôi. Giống như là cái gì các bạn, xuất phân số vậy đó, như mới nãy cái bài xuất phân số của mình vậy á. Có nghĩa thì thay vì là mình xuất phân số, xuất một phân số đúng không, thì ở đây mình sẽ gì, xuất một sinh viên, xuất một sinh viên. Đấy, mình sẽ có một cái hàng xuất một sinh viên như thế này nè, nha, xuất một sinh viên như thế này ha. Và mỗi lần mà mình gì còn in ra thông tin của sinh viên á, thì thay vì là mình viết cái đóng code này nè, thay vì mình viết đóng code này, mình chỉ cần là gọi cái thằng nào, gọi cái thằng xuất một sinh viên này ra nè các bạn, đấy, gọi thằng xuất một sinh viên này ra và mình sẽ truyền vô nó là gì, SVI, đúng không, có nghĩa là gì, mình in ra cái gì, in ra thông tin của cái thằng sinh viên ở vị trí thứ y này thôi, và nó muốn in ra cái gì thì nó chạy lên đây nó in, nó chạy lên đây nó in nè, đấy ha. Đấy các bạn sẽ thấy là cái hàm xuất của mình nó ngắn như thế này, và tìm kiếm của mình cũng vậy ha. Rồi đây, bỏ cái đóng code và truyền vô nó là gì, xuất một sinh viên thôi đúng không ha. Đấy
mình truyền một cái thằng suốt một sinh viên thôi. Và cái gì, kết quả của mình chạy như bình thường luôn. Đây, chạy cho các bạn xem. Đây ha, rồi mình nhập 3 này. Cũng là cái thằng văn A đúng không, 9 điểm. Thằng văn B, 7 điểm. Thằng văn A, 5 điểm. Enter. Đấy, các bạn thấy sao, nó vẫn xuất ra như bình thường. Và khi mà các bạn tìm kiếm một bài ha, văn A, enter. Thấy không, đó sao, nó xuất ra như bình thường luôn. À, nó xuất ra như bình thường. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là các bạn thấy nếu như mà gì? Nếu như một cái đoạn code của mình á, ban đầu ha, ban đầu mình không làm tìm kiếm thì mình thấy ok, cái đoạn code này nó sao? Nó không có trùng với cái thằng nào hết. Thế nên là gì? Mình bỏ vô thẳng vô trong cái hàm xuất luôn. Ok, vẫn được. Nhưng mà bây giờ mình làm thêm cái thằng tìm kiếm thì sao? Các bạn sẽ thấy là gì? Nó trùng lại cái code khi mà mình gì? Mình xuất cái thông tin sinh viên ra. Đúng không? Mình xuất cái thông tin sinh viên ra thì ở đây mình sẽ gì? Mình có thể mình tách ra thành một cái hàm ha, nó chỉ là gì? Xuất một cái thằng sinh viên thôi. À, xuất một cái thằng sinh viên thôi. Sau đó là gì? Sau đó mỗi lần mà mình muốn xuất thông tin của một thằng sinh viên nào đó ra thì sao? Mình chỉ cần gọi cái hàm xuất một sinh viên và mình truyền cái thông tin của cái thằng sinh viên thứ y đó vô thôi là nó sẽ xuất ra được. Đấy ha, nó xuất ra được ha. Ví dụ như cái thằng tìm kiếm này nó cũng vậy nè, y chang, không khác gì hết. Đấy ha, đấy các bạn có thể làm như thế này cũng được luôn. À, tùy, tùy theo cái gì? Tùy theo cái cách mà các bạn có nha. Cái phần này này các bạn, cái mấy cái mà các bạn tách hàm như thế này ha, hoặc là các bạn biết là mình phải tạo ra cái này cái kia là do là gì các bạn? Do các bạn phải thường xuyên các bạn làm á. À, thường xuyên các bạn làm thì các bạn mới nhớ ha, và các bạn phải tập luyện tập đi tập lại thì các bạn mới nhớ được cái vụ này ha, và nó tạo thành một cái thói quen nha các bạn ha. Đấy, chứ mà các bạn học xong rồi các bạn không chịu tập luyện, các bạn làm bài lab xong rồi các bạn để đó thì sao? Nó quên liền. À, quên liền ha. Đó là điển hình như là những cái bài mà mình cho các bạn làm ở trên trường đó. Thực chất mấy cái bài thô á, tại sao? Mình đều lấy những cái bài mà ở trên trường hết. À, ở trên lớp mà mình giảng cho các bạn. Rồi xong rồi các bạn ok, rồi xong rồi các bạn hiểu, rồi các kiểu, rồi xong rồi cuối cùng là sao? Cuối cùng là nó sai như thường. Vẫn sai như thường luôn, tại vì gì? Các bạn không chịu luyện tập. À, không có chịu luyện tập nha, cho nên là về nhà cố gắng làm đi làm lại để cho nó nhớ ha, để cho nó nhớ rồi xong rồi nó tạo thành cái thói quen á, là sau này các bạn nhìn vô các bạn sẽ biết được là nó sẽ như thế nào ha. Thì cái khoảng thời gian này nó là thực sự là nó khoảng thời gian nó khó với các bạn đúng không, nó khó với các bạn, nhưng mà các bạn cũng phải cố gắng qua được cái môn này ha, các bạn hiểu được cái môn này là những cái môn khác nó rất là dễ ha, rất là dễ luôn nha. Rồi các bạn nào có câu hỏi gì không nè? Hỏi đi nè. Hỏi đi các bạn. Sao các bạn nào có câu hỏi gì không? Rồi ok, nếu như mà không có câu hỏi gì thì các bạn về nhà sao số âm rút gọn được không hả? Số âm rút gọn thì rút gọn như bình thường mà, nó tìm ước chung như bình thường mà, nó ra như bình thường mà, sao đâu, vẫn rút như bình thường thôi. Lỡ coi lại được, lỡ quên thì coi cái gì duyên, có gì vụ gì thi hả, final hả hay sao? Final hay là sao? Thi hả? Thì các bạn có thể xem được mà, các bạn tham khảo tài liệu được mà. Quan trọng là các bạn xong rồi á, các bạn thi xong rồi sau đó là mình chấm điểm mà mình hỏi á, các bạn trả lời được là các bạn ok. À, còn cái việc mà tham khảo các bạn không nhớ code thì cái chuyện đó là chuyện bình thường. À, chuyện bình thường ha. À, các bạn có thể tham khảo code cũng được ok. Quan trọng là các bạn phải hiểu á, quan trọng là cái hiểu thôi. À, chứ không phải là cái thi đâu các bạn nha, quan trọng là cái hiểu nha. Yên tâm, cứ mình thoải mái mình cho các bạn xem tài liệu thoải mái ha. Xem xong rồi mình chấm điểm, mình hỏi ok là ok nha. Rồi. Xuất sinh viên hả? Xuất sinh viên mà chỗ bị lọc hả? Ok. Thì nó là như thế này nè các bạn. Nó là như thế này nè.
Có nghĩa là cái thực chất á, là cái thằng này này các bạn, cái thằng này á, nó sao, nó là như thế này. Khi mà các bạn sử dụng cái vòng for nha, khi mà các bạn sử dụng một cái vòng for mà các bạn viết cái đống này nè, các bạn viết cái đống này nè, các bạn viết cái đống này nè, ở trong cái thằng vòng for này á, thì sao, thì mỗi lần gì, mỗi lần mà cái vòng for nó lặp ấy, nào mỗi lần vòng for nó lặp á, là nó đều gì, nó đều chạy lại cái đoạn code đó từ đầu. Nó đều chạy lại cái đoạn code đó từ đầu và sao, và gì, và nó sẽ thay thế những cái thằng này nè. Ví dụ ha, mình copy một dòng thôi nha, còn cái thằng kia nó cũng tương tự thôi. Thay vì là các bạn ghi là xuất một sinh viên như thế này nè, thì các bạn ghi như thế này đúng không? Đấy, các bạn ghi như thế này. Đấy, các bạn ghi như thế này nè. Thì nó là gì các bạn? Nó cũng là gì? Nó chạy tới cái thằng y bằng không đúng không? Thì nó phải sao? Nó phải là gọi cái thằng gì? Sinh viên thứ y ra trước đã. Đúng không? Nó phải gọi cái thằng sinh viên thứ y ra trước. Nó gọi cái thằng sinh viên thứ y ra trước. Đấy, nó vô nó gõ cửa thằng sinh viên thứ y, là thằng sinh viên thứ không ra trước. Rồi sau đó là gì, mình nó kêu là bây giờ nó còn lấy tên, thì nó mới gì, nó mới chấm cái thằng tên sinh viên, nó mới chấm cái thằng tên sinh viên. Rồi hoặc là gì, bây giờ nó gọi cái thằng sinh viên thứ y ra được rồi nè, bây giờ nó chấm cái gì, bây giờ nó muốn lấy gì, lấy điểm trung bình, thì ở đây nó sẽ chấm cái điểm trung bình. Có nghĩa là gì, để mà nó lấy ra được tên sinh viên với điểm trung bình á, là bắt buộc của nó phải lấy ra được cái thằng sinh viên thứ y. Sinh viên thứ y ha, thì ở đây này các bạn, ở đây này thì nó gộp ha. Ở đây khi mà mình chấm như thế này này, có nghĩa là gì, mình đã gộp cái việc là gì, gọi thằng sinh viên thứ y ra, sau đó mình sẽ lấy thông tin cần thiết ở đây luôn ha. Mình đang gộp lại các bạn, mình đang gộp cái này lại thành một ha, thành một nha. Vậy thì khi mà thay vì mà các bạn viết code ở trong này, mà các bạn tạo ra một cái hàm gọi là hàm xuất một sinh viên như thế này này, xuất một sinh viên như thế này, thì có nghĩa là gì, có nghĩa là các bạn muốn in ra thông tin của một thằng sinh viên đúng không, một thằng sinh viên, thì có phải là các bạn phải gọi cái thằng sinh viên thứ y ra trước đúng không, đúng không, gọi cái thằng sinh viên thứ y ra trước nè, đúng không? Đây, gọi thằng sinh viên thứ y thôi, mình không lấy thông tin nó nha, mình không có lấy thông tin của nó, mình chỉ lấy gọi cái thằng sinh viên thứ y ra. Thì gì, gọi cái thằng này ở trong cái hàm xuất một sinh viên này, thì khi mà nó chạy lên này nè, thì cái thằng sinh viên thứ y đó nó chính là gì, nó chính là cái thằng sv ở trong cái hàm này. Nó chính là cái thằng SV ở trong cái hàm này. Vậy thì ở trong này nó chỉ có thông tin đúng duy nhất là cái thằng sinh viên mà mình cần xuất ra thôi, đúng không? Đúng, chính xác là còn chỉ có thông tin của thằng sinh viên mà mình cần xuất thôi. Thế nên là ở đây mình chỉ cần là gì, gọi cái thằng gì SV của mình, gọi cái thằng đó ra, và mình chấm lấy cái tên của nó, và mình gọi cái thằng SV đó ra, mình chấm cái tên trung bình, điểm trung bình của nó thôi. Đấy các bạn. Hiểu không? Có nghĩa là gì? Cái này có nghĩa là khi mà các bạn viết chung vô cái này nè, là các bạn gì? Các bạn vừa gọi nó ra, rồi các bạn vừa lấy thông tin nó. Còn khi mà các bạn tạo ra một cái hàm xuất như thế này, có nghĩa là gì? Bạn gọi cái thằng này ra trước gọi thằng này, và gì? Bạn lấy thông tin thông qua cái thằng xuất một sinh viên. Thông qua cái thằng hàm xuất một sinh viên ở đây. Đấy, nó thông qua cái hàm này. Thì gọi cái thằng gì, cái thằng sinh viên thứ không ra đúng không, thì ở trên này cái thằng SV này nó chính là gì, thằng sinh viên thứ không của mình ấy. Cái thằng sinh viên thứ không của mình, và mình muốn lấy tên của nó thì mình chỉ cần gọi thằng SV chấm tên sinh viên, gọi thằng SV chấm điểm trung bình thôi. Đấy, nó chỉ như vậy thôi các bạn ha. Có nghĩa là gì, mình tách ra cho nó nhỏ hơn thôi, với mục đích là gì, với mục đích là mình tái sử dụng hàm mà, đúng không? Hàm để mình tách ra, để cái việc là gì, tái sử dụng hàm nha, tái sử dụng hàm khi cần thiết nha các bạn nha. Rồi, bạn nào có câu hỏi gì nữa không nè? Ủa thầy, thì cái xuất đó là mình khỏi cần cũng được đúng không thầy? Hả? Sao? Cái xuất đó, cái xuất một sinh viên đó mình khỏi cần đúng rồi. Đúng. Ha? Dạ. Nếu như mà các bạn không thích viết hàm này thì các bạn viết như cũ như mình cũng được ha. Như cũ mình á là các bạn xuất ra như thế này nè. Xuất ra như thế này nè. Đấy, và ở trong cái thằng gì, cái thằng tìm kiếm, thì các bạn cũng viết y chang như cái gì, như cái thằng này thôi, y chang như thằng này thôi. Đấy. Thì ý là mình nói cho các bạn biết là gì, thay vì là mình viết đi viết lại cái đoạn code này nhiều lần á, thì mình có thể tách ra nó thành một hàm và mình tái sử dụng cái hàm đó thôi. Còn các bạn không thích thì các bạn sao, các bạn cứ làm như bình thường. Các bạn làm như bình thường thôi. Rồi, bạn này có câu hỏi gì nữa không nè? Fluid Ethidine nó hả? Fluid Ethidine nó chính là một cái hàm nó xóa kết thôi.
À, nó sao kép thôi chứ nó không có gì hết. Có nghĩa là như thế này nè, có nghĩa là như thế này nè các bạn. Mà ok, cái bài sinh viên chắc ok rồi đúng không? Có nghĩa là như thế này nè. Đây, mình tạo ra một cái thằng mới nha. Rồi, mình in main nó nè. Rồi, ví dụ như ở đây mình cho một cái thằng cha, một cái thằng cha, ai lộn, mình cho một cái thằng cha như thế này. Tên đi, rồi mình cho nó là 50 nha. Rồi, có một cái thằng nữa là tuổi. Nhập tuổi nha. Rồi, ví dụ như ở đây mình nhập tuổi trước này. Tuổi. Nhập tuổi ha. Rồi, thì ở đây mình scan F như bình thường đúng không? Phần trăm D này. Và tuổi. Và tuổi nha. Rồi, sau đó là gì? Mình sẽ nhập tên. Đấy, mình nhập tên ha. Và ở đây mình sẽ dùng get. Mình sẽ nhập là tên. Đấy. Đấy, như thế này ha. Rồi, in ra này. In ra luôn để cho các bạn thấy. À, mình in ra luôn nha, phần trăm S rồi gạch phần trăm D luôn ha, in ra cho nó nhanh. Đấy, in ra cho nhanh ha, nó sẽ là gì, tên với tuổi đúng không? Đấy, đơn giản như vậy thôi. À, đơn giản như vậy thôi nè. Rồi, khi mà mình chạy lên nha, lưu cái à, chạy lên nè. Rồi, mình nhập này các bạn, mình nhập số 5, enter một phát thì các bạn thấy ngay lập tức ở đây nó không cho mình nhập cái tên đúng không, ngay lập tức ở đây nó không cho mình nhập cái tên. Tại vì sao? Tại vì là khi mà mình nhập số 5 ở đây nè các bạn, mình nhập số 5 ở đây nè, nhập số 5 ở đây nè, mình nhấn enter một phát thì cái bản chất cái thằng enter nó cũng là một ký tự các bạn ha, bản chất cái thằng enter nó cũng là một ký tự. Thì khi mà nhấn enter thì sao, thì nó sẽ khi mà gì, khi mà nó nhập đụng tới cái thằng mà nhập chuỗi nha, nhập chuỗi thì sao, nó sẽ hiểu nhầm cái thằng enter nó là gì, chuỗi ký tự mà mình gì nhập vào, chuỗi ký tự mà mình nhập vào, thế nên là gì, thế nên là nó không có cho nhập tên mình gì, nó bỏ qua luôn đúng không, nó bỏ qua luôn. Đấy, đây thực chất là nó không phải bỏ qua luôn đó các bạn, nhấn enter này có nghĩa là gì, ở đây này các bạn, nó chính là gì, ký tự enter của mình đấy, ký tự enter của mình ở đây này, thì mình nhập xong đủ là gì, tên với tuổi rồi thì sao, nó sẽ in ra luôn. Nó sẽ in ra luôn ở đây. Đấy. Thế nên là ở đây để giải quyết được cái tình trạng này, giải quyết được cái tình trạng này thì mình sao? Mình sẽ khi mà đối với cái việc mà mình nhập hỗn hợp như thế này nè, có nghĩa là gì? Ví dụ như là các bạn ví dụ nhập số không á, thì nó sẽ không bị gì bị, hoặc là các bạn nhập chuỗi không á, thì nó sẽ không bị ha. Mà các bạn nhập mà hỗn hợp mà vừa chữ vừa số, vừa vừa số vừa chữ như thế này nè, thì sao, nó sẽ bị cái trường hợp như vậy. Vậy thì để mà giải quyết được cái vấn đề đó thì mình chỉ còn sử dụng cái thằng fluid editing thôi. Đấy. Để làm gì? Fluid editing này mục đích của nó là gì? Sẽ xóa cái gì? Xóa cái thằng phím enter của mình đi. Xóa cái thằng phím enter của mình đi để cho gì? Để cho nó không nhận nhầm là cái thằng enter nó là chủ ký tự. Nó là chủ ký tự thôi. Đây. Đấy, mình chỉ cần gì? Mình chèn thôi, mình chèn vô giữa của cái thằng gì? Của thằng nhập nhập gì? Nhập số, nhập chữ thôi. Đấy. Thì khi mà mình chạy lên lại này, đây mình nhập số 5, enter một phát, thấy không, thấy không, khi mà nhập enter một phát thì sao, nó xóa luôn cái thằng enter đó, thì gì, thằng cái nhập tên thì nó vẫn cho mình nhập, mình nhập văn A enter đấy, thì ngay lập tức nó sẽ là gì, văn A nào, văn A nào, đó đó là cái thằng fluid editing thôi, đấy nó đơn giản vậy thôi à, nó không có gì phức tạp ở đây hết, rồi bạn này có câu hỏi gì nữa không nè? Bạn này có câu hỏi gì nữa không? Ngày mai là mình sẽ làm 7 giờ nha, mình bắt đầu 7 giờ thì 8 giờ. 8 giờ là mình đinh, đinh sau đó là mình sẽ mình sẽ cho các bạn show bài của các bạn lên. Và bài nào ok, có nghĩa là cái bài nào ok thì mình sẽ cho các bạn đó gửi gửi bài cho các bạn tham khảo nha. Đấy, mình sẽ làm như vậy đó. Và mình sẽ làm như vậy trong 2 buổi, là buổi thứ hai và buổi thứ ba. Rồi sau đó là mình sẽ kết thúc chương trình total ở đây nha. Đấy, mình sẽ còn 2 buổi total nha. Có giảng viên hai ha, và có lịch rồi á, có tên rồi á, có tên giảng viên hai rồi các bạn. Có rồi mà mình chưa xem. Có nha các bạn nha. Rồi, ok. Rồi, các bạn này có câu hỏi gì nữa không nè?
không có câu hỏi thì hôm nay mình sẽ dừng tại đây để cho các bạn xem lại bài, để cái bài mình làm thử một cái đề nha, làm thử một cái đề để cho các bạn biết được là cái cách nó như thế nào. Thầy ơi, cho em hỏi cái cuối thầy. Hôm bữa em thấy có khai báo hàm voi họ tên mà ép lút hay sao mình xuất ra họ tên gần nhau không cho nhập là sao, chưa hiểu. Nó không cho nhập là có nghĩa là nó bị két rồi đó, nó bị két thì mình cứ ép lút ép tên thôi. À, có thể là cái thằng mã số sinh viên của bạn là kiểu in á, kiểu in á, nhập mã số sinh viên xong rồi sau đó là nhập nhập cái điểm trung bình á, nhập cái tên á, là nó sẽ bị ví dụ như thế này nè các bạn, ví dụ như ở đây là in mã số sinh viên này, in mã số sinh viên đúng không, rồi sau đó là trước khi mà mình nhập tên này mình bỏ cái thằng ép lút đây này, copy nha, copy cho lẹ. À, mình in mã số sinh viên đấy, mã số sinh viên ha, rồi mình scan ép ở đây, scan ép phần trăm d rồi và mã số sinh viên đấy, như thế này là nó bị này, như thế này là nó bị này, đây chạy cho các bạn xem mã số sinh viên của gì đây, function in clear cái thằng này. Ok, sorry các bạn nhập vội quá. Đấy, ok. Đây, ví dụ như nhập ba phần tử này, nhập sinh viên 12 này. Đấy. Đấy. Đấy, nó sẽ bị tình trạng như vậy các bạn ha. Thì cái giải quyết được cái tình trạng này sao? Mình chỉ còn là gì? Còn cái thằng ép lút này này ở sau cái thằng này thôi. Đấy, ở sau cái thằng nhập mã số sinh viên thôi. Đấy, nhập 3 này, nhập 12. Đấy, nó vẫn cho mình nhập như bình thường. Các bạn ha. Đấy. Có nghĩa là nếu như mà nó không cho nhập là có nghĩa là nó bị két rồi đó, bị két thì mình chỉ còn ép lút editing thôi, xong đơn giản, két chỗ nào thì gì thì ép editing chỗ đó ha. Rồi các bạn này có câu hỏi gì nữa không nè, hỏi nâng cấp sao hả, hết 10 nâng cấp hết mới 10 10 hả, 10 thì hên xui, 10 thì tùy giảng viên nha. Nhưng mà nâng cấp là có nghĩa là các bạn phải làm mà nó cảm giảng viên cảm thấy là làm hơn cả những kiến thức mà các bạn học đó, thì mới 10 được rồi. À. Còn bình thường ví dụ như là các bạn làm ok, các bạn làm thêm chức năng này nọ, các bạn làm check điều kiện này kia rồi xong rồi bổ sung một số cái thứ đó, thì các bạn sẽ được tầm khoảng 9 rưỡi vậy, 9 rưỡi 9 gì đó. Kiểu đó ha. Chứ khó khó khi nào mà các bạn làm 10 lắm ha, khó khi nào mà các bạn làm 10 lắm, tại vì là cái 10 nó phải phụ thuộc vào rất là nhiều yếu tố ha các bạn ha, phụ thuộc rất là nhiều yếu tố. Khi nào mà giảng viên thấy là ok cái kiến thức của các bạn mà sâu sâu xa, các bạn làm những cái mà chỉ có những cái là nâng cấp cái bài đó lên mà hay á, hay mà gọi là thiệt là hay á, thì các bạn mới được 10 rồi. À. Lấy 9 rưỡi là được rồi. Đó, lấy 9 rưỡi là được rồi. Ủa ông vàng phải được 10 hả? Ông vàng phải được 10 hả nghe? Ông vàng là 9.9 mà thầy. 9.9 mà. 9.9 mà mấy hồi. Ủa mày nghe đâu phải là mình dạy đâu đúng không? Cô Tâm hả? Cô Tâm dạy đúng không? Dạ, nhưng chủ yếu thực học theo. Ok, không sao đâu, cố gắng là được, gì đâu không sao hết, cứ yên tâm, cứ làm hết sức thôi, làm hết sức, làm hết mình thôi, không có gì mà phải lo lắng ở đây. Ê À. thầy, Ừ. thầy ơi.